Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? À, em hỏi là em mới đẻ cháu xong được 6 tháng rồi, em lại bị hơn là tháng nay em bị viêm nó màu vàng vàng nè, thì nó ngứa ngáy. Vâng. Thì em hỏi chương trình thì giờ cháu còn nhỏ thì em chưa đi khám được thì em gì chữa chạy được gì ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Bạn mới sinh em bé được hơn một tháng hả em? Gần 6 tháng chị ạ. À, gần 6 tháng hả? Vâng. Con ngoan không em? Con em mình ngoan, tội thế còi hả? Thế hả? Ừ, bạn được mấy cân rồi mà sợ còi? Thì con em lúc nó 5 tháng thì nó mới được có 5 cân 8 ạ. À, thế cũng rơi rói rồi, nhỉ? Yeah. Vâng. Nó cứ ngoan là được rồi. Vâng, ngoan mỗi tội còi để ốm một trận rồi đi. Em đã có hành kinh quay trở lại chưa? Em chưa. À, thế... Em đang hỏi chương trình tư vấn cho em này. Em mới thấy nó bị viêm ngà ngà màu trắng. Ừ. Màu vàng vàng được hơn tháng này. Thế hả? Nó có ngứa hay là nó đau hay nó rát thì không em? Ngứa mới lại nó ra cái dịch màu ngà ngà vàng. Ừ, thế có khi là mình bị viêm cơ quan sinh dục rồi đấy. Sinh dục thì vợ chồng em chưa ấy. Không, mình chưa quan hệ tình dục nhưng mà mình vẫn bị viêm bình thường mà. Ví dụ trời nó nồm này hay là những hôm mà kiểu nó nóng quá hay là nó thời tiết nó cũng làm mình khó chịu ấy. Đấy, vâng. Rồi mình có thể là mình giữ vệ sinh cơ quan sinh dục nó không tốt thì nó có thể bị viêm mà. Em phải biết là rất nhiều bạn trẻ thậm chí chưa quan hệ tình dục với ai bao giờ vẫn bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục bình thường mà em. Nhá. Yeah. Ừ. Tất nhiên là nếu như mà mình quan hệ tình dục thì cái khả năng nó lây bệnh nó sẽ cao hơn. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đang rất là ngại đúng không? Bây giờ đi em mà đang nuôi con nên ngại chưa. Nhưng mà nếu như mà không điều trị thì nó sẽ rất khó chịu đấy. Thế tất nhiên em là vẫn còn đang bôi với bác sĩ chứ em đang chữa con nhà em thì chữa cho nàng cương thì em chữa mãi không khỏi. Ừ. Em giờ em xong nó rồi không? Ừ. Em mới có thằng cu bây giờ. Ừ. Thực ra thì nếu em mà em đẻ xong thì được vài tháng thì em không thấy gì, em bị như thế mấy hơn tháng này em thấy nó ngứa ngáy nó mới ngà ngà màu vàng. Thực ra là đấy cũng là may mắn thôi. Bởi vì em xông dầu không ấy hay là em dùng nước chè xanh em rửa thì nó chỉ ở bên ngoài thôi mà. Nó chỉ ở cơ quan sinh dục ngoài thôi. Còn nếu như nó đã sâu ở bên trong, ví dụ nó viêm âm đạo hoặc là viêm cổ tử cung, thì những cái phương pháp của em nó không khỏi được đâu. Nhá. Có lẽ tốt nhất là em nên nhờ ông bà hay ai đó trông con cho em. Xong rồi em đi khám đi. Còn nếu mà bác sĩ mà bảo là cho thuốc uống ý, thì em lúc đấy em phải nói là em đang cho con bú. Vì cho con bú thì bác sẽ chọn cho cái thuốc mà nó an toàn cho con và cho em. Âm đạo là ngày xưa em đi khám nó bảo là em âm đạo nhưng em đặt em không khỏi. Ừ, nhưng mà em xong ná tàu không thì em mới gom mang bầu cua nhà em. Ừ, chị mới nói với em rằng là nó chỉ tạm thời ổn định như thế thôi. Nó lui lại thôi. Thế còn khi mà cơ thể mình hoặc là khi mình mệt hay là khi cái điều kiện nó không tốt thì là nó lại bùng lại bệnh. Kể cả em có mắc viêm cổ tử cung lộ tuyến chẳng hạn, mỗi một lần điều trị thì nó chỉ là cái đợt cấp đấy thôi em ạ. Chứ còn thỉnh thoảng nó lại bị tái phát mà. Nhưng thì mà mỗi lần như thế thì mình phải điều trị. Nó màu ngà ngà vàng, nó luôn ướt cả quần ạ. Em phải đi đi. Lượng dịch thì nhiều này, màu cũng bất thường, rồi là nó cũng gây ngứa, gây đau ở cơ quan sinh dục thì ngứa nó không đau nhưng mà nó ngứa chị. Nhiều khả năng là em bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Chị hỏi nhỏ một chút là em 6 tháng nay rồi thì tình hình thế nào, vẫn bắt bố nó kiêng à hay thế nào đấy? Vâng, em sợ mang bầu em bắt nó kiêng. Thế à? Thế bố nó cũng chịu à? Vâng. Thực ra thì bố nó cũng sợ là giờ mang một đứa chia đủ không thôi, đủ nó thì lúc thì mong mãi chả có con nhỉ, lúc thì bây giờ lại sợ đúng không? Chị thì chị nghĩ thế này, thực ra thì chồng em cũng là người rất là tốt đấy và anh ta rất là biết kiềm chế cái ham muốn của bản thân, nhất là em bây giờ lại là gái một con nữa, trông mòn con mắt, thế mà em bắt người ta nhịn như thế thì đúng là phải rất nghị lực đấy. Em có thể tìm các cái biện pháp tránh thai khác, ví dụ em dùng bao cao su đi. Anh ấy đã dùng bao cao su anh cho màu nó cũng làm sao được. Không phải, bởi vì là cơ quan sinh dục của em có thể nó bị viêm nhiễm, cho nên là khi mà mình dùng các cái khác vào thì mình sẽ cảm thấy khó chịu. Trước mắt của em có hai vấn đề, một là đi kiểm tra và điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục đi nhé, ít nhất là trong cái đợt cấp này,
không thì nó sẽ khó chịu. Thứ hai là nghiên cứu xem để cho cuộc sống nó hài hòa, kẻo không có sau này lại tiếc ấy nhá. Chị chào nhưng em. Nhưng mà em chỉ một thằng này thôi. Năm nay em 40 rồi ạ. Quan hệ tình dục đâu có phải chỉ để sinh con em, nó còn nhiều năm yếu nay tố em khác. 40 rồi, em chỉ một đứa thôi. 40 hay là bao nhiêu thì cái đời sống tình dục của người phụ nữ nó như của em nó còn kéo dài được nữa mà. Tốt nhất là nên để cho cuộc sống nó hài hòa thì hạnh phúc nó sẽ tốt nhỉ. Yeah. Chị chào em. Vâng em. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của tôi là tôi năm nay 53 tuổi. À vâng, chào anh ạ. Vợ nó bỏ, thế là nhưng vẫn ra tòa án 3 năm nay chưa xong. Vâng. Thế nhưng bây giờ tôi lại đi ở một người khác, nhưng không phải là ở của nhà này, đi ở chỗ khác. Thì bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ tôi phải như thế nào? Như thế nào là như thế nào ạ? Tức là bây giờ là nên vẫn ở người khác hay là về ở mấy con? Thì hiện nay là tôi có hai nhà. Vâng. Một nhà là vợ cả nó ở, còn một nhà thằng con lớn nó ở, nó lấy vợ lấy con hết rồi. Vâng. Và tôi đi ở người khác, thế mà bây giờ vợ nó bỏ 3 năm nay rồi vẫn chưa xong ra tòa, nó không giải quyết. Vâng. Thế bây giờ là tôi lại đi lấy người khác, tức là đi ở người khác thôi chứ không phải lấy. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Thế bây giờ băn khoăn quá, bây giờ cứ mãi như này thì nghe nó không phải. Vâng, thế thì những thì bây giờ tôi muốn nhờ bên tư vấn cho tôi là phải nên phải ở về con hay là ở mấy người vợ thứ hai này hay là phải như nào? Thì vâng. Tôi nhờ bên chương trình là xem nhà báo hay hoặc gì ấy về chỗ tòa án Ba Vì giúp cho cánh tôi. Vâng, những cái băn khoăn thắc mắc của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, chào anh. Vâng. Anh ơi, sao lý do gì mà vợ chồng ly hôn lại 3 năm không giải quyết được là sao anh? Lý do là vợ tôi nó, chỗ này mình cứ nói lung đàm nhau là nó giỏi hơn mình. Giỏi cái gì? Nó giỏi hơn mình, nếu nó làm đơn thì tôi không ký. Xong cái thì nó sỉ nhục tôi thì tôi vẫn phải ký, ra tòa án thì nó hơi đi chắc một cái đất. Tức là đất Bia Đỏ thì chia đôi, toàn bộ tài sản chia đôi tất thì tôi nhất trí, nhưng riêng cái đất đấu thầu tòa án nó bảo nó không chia được. Thì bây giờ nó cứ như thế. Tức là tất cả các thứ thì giải quyết rồi, chỉ còn vướng mắc cái chuyện đất đấu thầu không biết chia như thế nào mà dẫn tới. Tòa án nó không có quyền chia cái đất đấu thầu đấy. Vâng. Mà cái đất đấy lại đứng tên tôi. Vâng, thế thì anh vẫn cứ tiếp tục thầu có được không? Vẫn tiếp tục thầu, nhưng bây giờ con vợ nó bảo phải chia đôi cái đất đấy thì nó mới nhất trí bỏ. Còn không thì nó cứ để thế. Thế vâng. Mà tòa án mà nó nhận tiền rồi mà nó không giải quyết. Thứ nhất là người ta làm việc theo pháp luật. Anh có đút bao nhiêu tiền mà nó không còn vướng mắc cái vấn đề pháp luật thì người ta cũng chả có giúp gì được anh đâu. Cho nên là mình đầu tư không đúng chỗ cũng rất lãng phí. Anh hãy tìm một luật sư. Đây là tôi đang nói về cái vụ để giải quyết cái cô vợ cả. Nếu như vợ chồng không ăn ở được với nhau, đất đai, tài sản đã chia rồi, bây giờ còn mỗi cái chỗ đất đấu thầu. Mà nguyên tắc đấu thầu thì chẳng phải là đất của ai cả. Mình nhận của cái bên A rồi là hàng năm mình nuôi trồng, cấy rồi hay là mình làm cái gì đó và mình phải đóng thuế đúng không? Cái đấy là đúng rồi. Cái thầu nó trong thời hạn là mấy chục năm đấy, hết thì phải chứ. Bây giờ thì cứ coi như có hai nhà thầu đi. Trước đây cái Bìa Đỏ của cái lô đất đấy, để chẳng hạn trồng rừng chẳng hạn mà đứng tên anh thì bây giờ một là tách làm hai sổ, hai là một sổ mà hai chủ, vân vân. Anh tìm luật sư nhé, để người ta sẽ hướng dẫn cho anh cái cách làm cái thủ tục đó. Còn thì tôi nghĩ rằng là này, chúng tôi là người dân thì bây giờ chả biết luật sư ở đâu như thế nào. Thế mà tôi ra tòa án biết bao lần, nó thậm chí nó đuổi tôi vì là tôi không phải người nguyên đơn. Vâng. Ai nguyên đơn không quan trọng, mà người ta không đuổi anh đâu, bởi vì anh cứ hay, chắc là anh có người thắc mắc hoặc anh hỏi cái điều gì đấy mà cứ tỏ ra nghi ngờ người ta. Anh ơi, luật sư ở đâu? Luật sư chính tòa án ấy. Bây giờ tôi rất muốn rằng là vợ chồng thuận tình ly hôn rồi, cô ấy là người viết đơn, tôi đồng ý ký, tình cảm không còn nữa, nhưng bây giờ nó vướng mắc ở chỗ cái đất đấu thầu này. Tôi rất là mong muốn là các anh, các chị ở ngoài tòa án giới thiệu cho tôi một luật sư để chúng tôi thuê. Là tư vấn cho tôi cái việc thủ tục làm cái đó như thế nào, chia đôi hay là nhập vào một, hay là chuyển một người vân vân. Người ta sẽ hướng dẫn cho để được cái việc mà ly hôn nó được suôn sẻ. Còn cái điều thứ hai là anh không nên duy trì cuộc sống như hiện nay. Vì về mặt nguyên tắc tòa mà chưa xử ly hôn thì anh và chị vợ cả, thôi gọi là vợ cả cho vui chứ thật là với chị vợ vẫn là đang là vợ chồng. Anh đi chung sống với một người phụ nữ khác
Nếu như mà người ta không thèm để ý thì thôi, chứ người ta kiện là anh lại còn vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, tức là đang có vợ mà lại đi ở với một người phụ nữ khác, vậy là chơi cái trò hai vợ là không được, thì mình lại trở thành người bị kiện. Thế cho nên là mình... Ừ, đúng đúng đúng, anh Minh Toàn nói thế tôi nhất trí hoàn toàn. Những khổ cái mình không có vợ thì nó buồn, nó khổ, nó chán. Bây giờ cứ có một mình nói khổ lắm. Anh ơi, thế này ạ, mình có nhà có cửa, mình bỏ bao nhiêu công sức mình mới xây dựng nên, bây giờ vợ người ta cũng có nhà, người ta ở, con cũng có nhà ở, đấy là công sức của cả gia đình, trong đó có phần của anh. Anh về đấy anh ở, còn thì anh không thể làm gì được chị nữa thì thôi, tình cảm không ai ép buộc. Thế còn thì niềm vui thì tùy người tùy cảnh mà anh làm, chứ đừng có nghĩ rằng là cứ đến ở nhà với một ai đó mới là vui. Đôi khi chả biết vui đâu, nhưng mà có khi lại gây tai gây họa. Ví dụ như cái cô kia là người chưa có chồng thì rất dễ là khi người ta ở với anh rồi, người ta mong muốn anh về phía người ta, rồi người ta sẽ có thể thúc giục cho anh là sớm hoàn tất thủ tục bỏ vợ để thành vợ thành chồng với cái cô sau này. Thế còn nếu như cô ấy mẹ là người có chồng có con, chẳng qua cho chồng cô ấy mới mất hoặc là chồng đi xa, anh đến anh ở như thế, mọi người nhìn anh cũng là mình là đàng hoàng, có tiền có của, có khi người ta gia đình bên ngoại nhà cô ấy nhìn chắc là thằng này là thằng ất ơ đến bám lên cô này để gọi là được miếng ăn chẳng hạn. Thế có phải là tự nhiên oan cho mình trong khi mình quá đàng hoàng, đúng không? Thế còn cái tình cảm mà anh thích uống cà phê với cô ấy, gọi điện lúc nào chẳng được, nhắn tin lúc nào chẳng được, ngồi quán nào chẳng được để chia sẻ và làm cái gì thì làm. Thế nhưng mà đừng có cái gì đấy nó quá đà vi phạm pháp luật. Đoạn này này, dạ. Tức là không phải là mình đi chỗ nọ chỗ kia thì vẫn là được, nhưng mình không muốn thế. Vâng. Tức là bây giờ mình muốn là làm nào xong cái sự ly hôn bỏ nhau đấy thì mình sẽ lấy người này về, vì người này người ta không có chồng. À vâng, thế thì tốt quá. Mình muốn là xác định với nhau, ở với nhau cho hết đời để còn lúc ốm lúc đau lúc nọ lúc kia, chứ còn bây giờ trông ngóng con là không trông ngóng được. Này, anh gieo hy vọng quá lớn là anh sẽ thất vọng. Con của mình sinh ra nuôi các cháu trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho nó cả nhà mà mình bỏ còn chẳng nhờ được, mà lại đi trông cậy vào một cái ai đó ở đâu đấy, thì tôi sợ rằng thôi cái lúc vui mà đang quý hóa nhau thì có thể trông cậy, nhưng mà rồi đừng quá kỳ vọng mà thất vọng. Không ai có thể nương tựa bằng chính những người thân ruột thịt của mình, bố mẹ, anh em, các con và người vợ yêu thương. Thế còn thì anh cứ nghĩ rằng là anh cũng đã từng có vợ, đã bao nhiêu năm ăn ở với nhau đầu gối tay ấp mà cuối cùng bây giờ còn cắn cấu nhau chỉ vì cái mảnh đất đấu thầu. Thế thì anh lại có đi trông cậy vào một cái cô nào đấy để sau này mà trông mình lúc tuổi già thì không phải đâu. Nhưng mình bây giờ thì mình chưa già, mình cũng vẫn cần chia sẻ, thì mình nếu như mà đôi bên thuận tình thì cũng có thể chia sẻ trong khuôn khổ nhất định, đúng không? Thế nhưng... hãy tìm đến luật sư để được hướng dẫn cách giải quyết cái vấn đề mảnh đất kia để cho nó được ly hôn đàng hoàng. Mình đường đường là giai tân chưa có vợ nhờ, thì lúc ấy đến với ai cũng chả có sợ gì nữa. Chứ còn như hiện nay là mình cứ đi bên này thì dẫm, đi bên kia thì rúi. Anh mà ở nhà cái cô mà hiện nay mà cứ gọi là cô vợ hai ấy, thế nào cô cũng ghen khi mà anh lại về với chị cả hay về với các cháu. Mà đi đâu lâu quá mà không về, cô hỏi chắc lại mò về bên kia với mẹ con nhà nó chứ gì. Mình cũng khổ lắm. Tôi thì tôi ngày nào tôi vẫn về trông cháu, thằng con cả, ngày nào cũng về. Đấy, ông trông cháu, thế mà ông còn bỏ cháu đấy, ông đi với này bà trẻ thế rồi cháu khóc thì làm sao? Thực tế là giải quyết lần lượt từng việc đi. Việc tình cảm gia đình. Theo anh bây giờ phải giải quyết tòa án cho xong đã, xong bắt đầu mình đi lấy vợ khác đúng không? Giải quyết vợ anh, còn lấy vợ khác hay không thì tùy anh. Có những người người ta có lên ông rồi, có con có cháu, người ta cống hiến gần trọn đời cho con cho cháu, còn lại rảnh chút nào người ta đi tìm niềm vui cá nhân. Tất nhiên niềm vui cá nhân nó có nhiều thứ, chứ không phải là mỗi cái việc là có bà nào thể thao rồi là tìm vui cá nhân mà đến thuần mỹ ở Ba Vì nó thuần mỹ đắt lắm anh Toàn. Vâng, thôi nhưng tôi hiểu anh cũng vui tính thôi, nhưng mà mình cứ phải lần từng bước, và cái cốt lõi nhất chính là mà đừng để người ta lật lại vấn đề là mình đang vi phạm pháp luật nhá. Không, cái đấy thì tôi cũng hiểu rồi, đúng, bây giờ mình đã làm này là mình sai. Vâng. Nhưng khổ cái này nhiều khi mình cũng không kiềm chế được. Vâng. Nó buồn quá, nó thất vọng quá, đâm mình phải đi tìm chỗ để vui vui buồn buồn, gọi là chạy đi chạy lại để cho nó vui trong cuộc sống thôi. Thực đúng tế rồi. Là bây giờ nhiều tuổi thì không phải nhiều tuổi, ít tuổi không phải ít. Vâng. Nhưng mà bây giờ không có vợ thì thực tế là nó thật là khổ lắm. Này, nói đùa chứ anh không thể nối lại tình cảm với chị cả nhà mình được nữa à?
À, nói chung là nó khó lắm anh Minh Toàn ạ, vì là vợ cả tôi là người đàn bà như tí này đâu. Vâng. Ấy nó máu lắm nó. Nói chung vợ chồng xô xát nhau, mình khuyên rủ mãi nó là thôi đừng bỏ nọ kia, bây giờ già rồi lại còn bỏ, như nó khăng khăng quá, cuối cùng va chạm tôi tát nó một vài cái, nó hô anh em nó cầm dao cầm kiếm định chém tôi. Vâng. Thôi. Nói chung là cái sức mẹ là nó tôi lớn cũng hỏi quá thế mà thôi, tôi chứ còn vẫn sẵn sàng chịu đựng là thôi không bỏ nhau, nhưng nó vẫn quyết tâm nó bỏ. Vâng. Đấy. Thôi. Mà tôi đi được cái là không say rượu, không nát rượu, không cờ bạc, không một cái gì cả. Mà trước kia lấy nhau là hai bàn tay trắng, bây giờ cũng một hai cái nhà cũng làm hết 400-500 triệu, phải ít đâu. Đấy, thế mà bây tiếc giờ không đấy, chứ. Bỏ nhà phải đi như thế, anh bảo khổ không? Khổ tiếc tôi là dạng vô tư, bây giờ thấy không có người chết đấy. Nếu mà vợ chồng vui vẻ thì bây giờ là anh cứ tối tối là vảnh râu chê ngồi là có một cút rượu rồi có ít đồ nhắm rồi bên cạnh là các cháu rồi các con thì mình cũng vui, còn lúc nào rảnh quá thì đi giao lưu bạn bè bên ngoài một tí cũng nó sẽ trẻ dai và vui vẻ đấy. Thôi nhưng bây giờ nha, quay trở lại vấn đề của anh là giải quyết xong chuyện này thì mới tiếp nối chuyện kia, cùng một lúc mà hai tay mà làm hai việc không làm được đâu anh ạ nhé. Vâng. Rồi rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sớm giải quyết được chuyện gia đình của mình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nam. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, câu hỏi của em là em đang bị u sơ tử cung ấy ạ. Vâng. Rồi em cũng lên Hà Nội, lên bệnh viện phụ sản khám rồi ạ. Vâng. Nhưng mà bác sĩ ở bệnh viện phụ sản thì họ tư vấn là lên mổ chứ không nên dùng thuốc. Mà xem quay về bệnh viện Hà Nam để làm thủ tục khám lại, xong làm thủ tục mổ ấy, thì người ta lại bảo là cứ uống thuốc rồi để đến gia dương khám lại, có gì thì người ta mới lại cho ý kiến sau ấy ạ. Vâng. Mà em bị hàng một năm nay rồi, bây giờ tiền thuốc thì cũng mất khá nhiều đấy. Mà bây giờ em cũng lo, chẳng biết là phải làm thế nào, nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, những cái lo lắng của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em năm nay là 31 ạ. Em được mấy cháu rồi? Em được một cháu ạ. Mới được một cháu à? Vâng. Thế có ý định sinh cháu nữa không? Dạ, nói thật với bác sĩ này, em cũng không định sinh cháu nữa, bởi vì là hoàn cảnh của em nó cũng... khó. Thế... em không lấy chồng, chỉ sinh một đứa con để luôn ạ. Rồi. Dạ. Em bị hơn một năm nay, thế thì kích thước của nó như nào em? Trước khi em lên phụ sản khám thì em khám ở dưới này hai lần, thì bác sĩ có đo là 370 ạ. Ừ. Xong rồi em không tin tưởng lắm, rồi em lên phụ sản khám thì họ đo là 61 mm chị ạ. À, đấy. Vâng, cái lần rồi, bây giờ quay về viện viện 2 của Hà Nam ấy ạ. Ừ. Khám thì họ lại đo là 4352. À. Mi đấy. Vâng. Ừ. Tóm lại là nó có sự thay đổi, hay nói cách khác là cái u đấy nó tiến triển. Dạ, đúng không? Vâng. Chứ ví dụ như là mình cũng không nói là chỗ nào đúng hay chỗ nào sai, nhưng mà 3 lần mà cho 3 kết quả khác nhau. Vâng. Thì chị nghĩ là cái việc điều trị nội khoa của em nó không có hiệu quả. Vâng. Đấy, chính vì thế mà bác sĩ ở phụ sản người ta có chỉ định là can thiệp ngoại khoa. Vâng. Ừ, thế chắc với lại người ta cũng hiểu cái hoàn cảnh của em ý. Đấy, dạ. Thì người ta cũng muốn là xử lý cái khối u đấy đi, để sau này mình có cái sức khỏe tốt, mình còn dạ. có cuộc sống tốt và mình còn để nuôi con nữa. Dạ, vâng. Ừ, đối với cái trường hợp của em bây giờ thì chị nghĩ thế này. Có lẽ là thôi thì cũng sắp năm hết Tết đến rồi. Thế và vâng. cái đấy nó không phải là cấp cứu ý. Ví dụ vâng. những trường hợp mà nó chảy máu ồ ạt này, hay là vâng. kích thước nó phát triển rất nhanh, nó chèn ép vào các cái cơ quan khác, hoặc vâng. là nó có những cái biến chứng không có lợi, thì vâng. lúc đó mình phải mổ ngay, có thể thậm vâng. chí phải mổ cấp cứu. Nhưng vâng. mà trong trường hợp như của em ý, thì có lẽ cũng nên tham khảo cái chỉ định là can thiệp ngoại khoa. Dạ. Đấy, thì em có thể quay lại bệnh viện 2 ở chỗ Hà Nam ấy, sau em trình bày với người ta, nhưng tất nhiên là để sau Tết đi. Bởi vì khi em mổ cái này, với một cái kích thước đấy thì chị cũng không biết là có mổ nội soi được không, dạ. hay là lại phải mổ để cắt bán phần tử cung. Dạ. Đấy, vì nó còn tùy thuộc vào cái kích thước, tùy thuộc vào vị trí của cái khối xơ đấy. Dạ. Thì người ta sẽ quyết định là mổ theo phương pháp nào.
và mổ như thế nào. Chị ơi, em cách đây một năm ấy, tầm Tết năm ngoái ạ, thì em có bị dây kinh 22 ngày ạ. Xong rồi em có đi kiểm tra thì siêu âm không phát hiện ra ấy. Họ cứ bảo là mình do kiểu dùng thuốc tránh thai ấy, nên là bị chảy máu nên uống thuốc cầm máu. Thế từ đấy đến giờ thì em lại không thấy bị rong kinh chị ạ. Kinh vẫn đều. 3 ngày là 3 ngày, 4 ngày là 4 ngày, mà mỗi tháng cứ 26 đến 28 ngày là bị. Nói chung không là như họ, anh chị. Nói chung là cái chỉ định can thiệp ngoại khoa nó là phương pháp cuối cùng rồi. Chứ còn đối với người phụ nữ mình ý, mà càng điều trị nội khoa được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Vì mình chẳng có cái gì là thừa cả. Thế và nó bảo tồn được cho mình thì nó còn phụ thuộc vào nội tiết này, rồi nó cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nữa. Thế như trong những trường hợp cần thiết mà thực sự nguy hiểm đến tính mạng chẳng hạn, hoặc là nó phát triển không có lợi, thì người ta sẽ phải chỉ định ngoại khoa. Vì thế theo tôi thì để ra Tết em sẽ quay lại bệnh viện 2 ý, bởi vì chắc em xử lý ở đó thì nó sẽ gần nhà em đúng không? Rồi nó còn phụ thuộc vào chăm sóc, rồi phụ thuộc vào cái người hỗ trợ nữa. Thế cho nên là mình sẽ quay lại đấy, mình khám, mình mang tất cả các cái giấy tờ mà mình đã đi khám đi để theo dõi đi. Thế và bác sĩ ở đấy người ta sẽ tư vấn và người ta sẽ xử lý cho bạn. Em hỏi thêm là ví dụ như mình mổ cái đấy thì trong cơ thể của em liệu có phải cắt cái gì đi không ạ? Hay là chị? Cắt cái gì thì nó phụ thuộc vào cái thực trạng của cái cơ quan sinh dục của em khi mà người ta mổ ra. Ví dụ như là nếu nó chỉ khối u, nó chỉ ở trong tử cung thôi, thì người ta cắt cái chỗ mà nó có cái u sơ đi ấy, thì nó lại bình thường, nó không vấn đề gì. Nhưng giả sử cái u đấy mà nó lại chèn ép vào một cái cơ quan nào đó, hoặc là nó lại xuất hiện thêm những cái khối u ở cái phần phụ chẳng hạn, chị nói ví dụ thế, hoặc là ở đâu đó, thì người ta lại phải xử lý thêm những cái chỗ đó. Tất cả những cái đấy là đều phải khám thì mới có thể biết được là hiện trạng nó như thế nào. Và lúc đó thì bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho em nhé. Cũng đừng quá căng thẳng. Ví dụ nếu bắt buộc phải điều trị ngoại khoa thì mình vui vẻ, mình điều trị ngoại khoa, bởi vì sức khỏe của mình là trên hết mà. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Yên Bái. Alo. Dạ vâng, alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ vâng, câu hỏi của em là em muốn nhờ chương trình tư vấn là cho em giúp. Em làm em lấy chồng được 16 năm nay rồi, nhưng mà tự dưng ý, hồi tháng 5 năm vừa rồi chồng em bảo là ý, muốn chung sống với người khác thì muốn em đứng lên tổ chức cho anh ấy, thì xin chương trình cho em một lời khuyên ạ. Vâng, câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng ạ. Giờ chào em. Vâng, em chào anh ạ. Mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 32 tuổi rồi anh. 32 có mấy cháu? Dạ em có 3 cháu rồi ạ. Thế hả? Có nếp có tẻ không? Vâng, em được một cháu trai học lớp 9 và hai cháu bé sinh đôi học lớp 5 tuổi ạ. Ồ thế hả? Thế xong rồi kinh tế vợ chồng có tầm tạm không? Dạ, ở nông thôn thì cũng chỉ đủ ăn thôi anh ạ. Này, ban nãy nghe thấy nói rằng là tự nhiên bố nó bảo là cưới cho bố nó vợ hai đi hỏi, thì mình có đứng lên mình có làm không đấy? Dạ, em không ạ. Thế xong rồi bố nó có làm sao không? Dạ, thì chồng em mới thuê nhà ra ở riêng 7-8 tháng này, cứ tìm các lánh mặt em ạ. Rồi mình có biết là thuê nhà ra ở với ai, cái đối tượng mà bố nó muốn lấy làm vợ ở hai ấy không? Nè, em cũng có biết cô gái thì ở cách nhà em khoảng tầm 10 cây, ở cô ấy cũng bỏ chồng và có một đứa con gái 9 tuổi ạ. Rồi thế mà đấy là cái cô, cũng chính là cái cô mà bố chúng nó muốn lấy làm vợ hai đấy. Vâng ạ. Thế xong rồi bây giờ mình thấy là bố chúng nó lại ra ở với cái cô mà bỏ chồng ấy. Mình có qua lại thăm nom trong cuộc sống của họ thế nào không? Dạ em không ạ. Bố có nó về gây sự hay là đòi tiền của bố mẹ, của mấy mẹ con mang đi đến nhà cô kia không? Dạ không, nhà em không đòi tiền, mà nhà em chỉ nói là nhà cửa là do của bố mẹ anh ấy để lại, thì muốn giải nhà giải cửa cho anh ấy thôi ạ. Ủa? Tức là bây giờ muốn nói rằng là nhà cửa thì của bố mẹ để lại. Thế cho nên nghĩa là nó mang tên tao, cho nên là mẹ con mày đi đâu thì đi giả nhà tao nhà. Đúng ạ. Vấn đề không còn đơn giản nữa rồi. Em ở Yên Bái đúng không? Dạ vâng ạ. Mình ở trong bản sâu xa hay là ngoài nó gần mặt đường, có huyện, thị trấn gì không? Dạ nhà em cũng ở cái thị trấn khoảng 2 cây thôi ạ. Nói như thế để nói rằng là mình phải cần đến cái tư vấn ở bên luật pháp.
Anh ấy thứ nhất là cái việc mà đang có vợ có chồng mà thôi anh ấy qua lại với cái cô kia thì không nói làm gì. Nếu như có kiện anh hay là có tố cáo anh về tội là chung sống với một người phụ nữ khác như là vợ chồng thì là anh ấy vi phạm cái luật hôn nhân gia đình. Thế nhưng cái việc mà anh ấy quay trở lại, anh ấy lại cứ đòi rằng là phải trả nhà trả đất, bởi vì đấy là của bố mẹ anh ấy để lại, rồi anh ấy muốn bán đi hay là muốn là đưa mẹ con cô kia về ở rồi đưa mẹ con mình đi ở chỗ khác, thì ở đây cần phải có hướng dẫn về luật pháp, anh không được phép làm như thế. Nếu như bản thân anh ấy một mình, anh là con trai đúng không? Không ạ, chồng em thì có 5 anh em trai cơ ạ. Thế cái nhà hiện nay mình đang ở là nhà của bố mẹ để lại thật. Vâng ạ. Nhưng mà có thể 5 anh em trai nếu mà bán gì đấy thì cũng chia 5 anh em. Dạ không, bọn đấy là phần của vợ chồng em mà, chúng em là út ạ. À, tức là mình đang ở cái phần mà của bố mẹ cho rồi đúng không? Vâng ạ. Thế còn 5 anh em kia là đã có phần khác rồi. Anh đang vâng tưởng ạ. Ở trong một cái nhà chung mà nó đang 5 anh em cùng có phần ở đấy thì cũng hơi vất vả. Bố mẹ đã chia cho vợ chồng mình, nghĩa là tài sản ấy là tài sản chung của hai vợ chồng. Vâng. Giá như lúc bố mẹ chia và nói rõ đây là chỉ cho riêng thằng, ví dụ anh tên là Toản chẳng hạn, chỉ cho riêng thằng Toản thôi ạ, và được công chứng hay pháp luật gì công nhận thì mới coi đấy là tài sản riêng do bố mẹ biếu tặng. Thế còn thì bố mẹ thừa kế cho các con, là ví dụ anh là con trai mà lấy vợ thì đương nhiên là người vợ và người chồng được hưởng cái tài sản bố mẹ chồng để lại. Chứ nếu không thì ai cứ bảo của bố mẹ tôi để lại, xong còn lại thì mẹ con cô đi thì có lẽ 100% phụ nữ đều thế cả, lấy chồng trả theo chồng, trả bàn tay trắng nha, đúng không ạ? Anh ấy không làm thế được. Thứ nhất là bản thân anh có thể cũng không hiểu biết, tưởng thế là muốn bán lúc nào thì bán, muốn đòi lúc nào đòi vì bố mẹ ta cho ta. Đấy, hai nữa là có thể anh cũng hiểu đấy, nhưng vì anh nghĩ là mình không biết gì trên này, anh cứ gây sức ép như thế. Gây sức ép một mặt là cũng muốn để bán đi để lấy tiền thật, nhưng một mặt nữa là dồn mình vào thế bí. Ở đây là kiểu bạo lực của mặt tinh thần mà. Mình rất lo lắng bây giờ nếu mà không chấp nhận thì ông sẽ đuổi ba mẹ con ra đường, biết ở đâu. Thành ra là thương các con, đành tặc lưỡi chấp nhận cho anh ấy chung sống với một người phụ nữ khác, nôm na là có hai vợ. Đấy là một cái cách của anh ấy. Thế thật sự ra em cần hướng dẫn hơn về luật pháp, lên tòa án hoặc là phòng tư pháp huyện, ở đấy các bác sẽ hướng dẫn cho. Đấy, nhà em hoàn cảnh như thế, bây giờ anh ấy đã đi chung sống với người phụ nữ khác, em đã chưa đụng đến, em chưa nói đến chuyện anh ấy thiếu trách nhiệm với gia đình và còn vi phạm luật hôn nhân gia đình, mà anh là còn quay trở về anh ấy đòi rằng là nhà đất này trả anh ấy, thì các bác cho em hướng giải quyết. Các bác ấy chỉ ra ngay mà mày làm sao mà thế được, nếu mà cậu về cậu cứ đòi thế thì cô cứ thế này, cô cứ báo thế kia, cô cứ làm đơn thế nọ. Chắc chắn khi trình bày các bác sẽ yêu cầu mình viết ra đơn tường trình trình bày, chứ không chỉ nói miệng, để người ta có chứng cứ, sau này khi có vụ việc xảy ra người ta sẽ có cái cớ để người ta bênh vực mình với các con, các cháu, vì là trẻ con bao giờ luật pháp cũng bảo vệ cái quyền lợi của người phụ nữ và đứa trẻ con. Nếu như mình cứ im lặng xong đến lúc gì có chuyện gì gây ra mà người ta mới biết đến, là trong cái quá trình ấy gia đình mình mâu thuẫn lục đục, tôi có được báo gì đâu, chúng tôi đâu có được biết, đúng không? Đấy là để được hướng, là để được tư vấn hướng dẫn về luật. Thế còn thì mình cũng nên chia sẻ với mọi người đi, ít nhất là chị hội trưởng phụ nữ ở cái khu phố hay là cái thôn ấy, cái bản mình ở, rồi bác trưởng thôn hay là bác tổ trưởng dân phố, người ta nắm được tình hình, khi có chuyện gì ba bè bốn bên mỗi người một chân một tay, người ta sẽ hỗ trợ mình chứ. Thế này hình như là mình hơi bị cam chịu quá đấy. Bây giờ chồng mà lại về lại dám bảo vợ là đi cưới vợ hai cho tôi, thế xong rồi thế là hơi quá đà. Trong cái xã hội lúc này không còn phải là cách đây 50-60 năm hay ở trong rừng sâu hay là cái vùng mà kém hiểu biết về pháp luật nữa nhá. Em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn.
Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Bình. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Mình ở Thái Thụy, Thái Bình. Mình muốn hỏi chương trình về cái lý do là vợ chồng mình thì mới cưới nhau là khoảng 2 năm thì có một cháu đầu rồi. Vâng. Thì vấn đề là cái quan hệ chỗ vấn đề tình dục. Nói chung là nó vẫn đều đặn, có nghĩa là không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà cái sở thích của mình thì rất thích ăn tôm cần tây. Thế đến khi mà mình cứ ăn rồi thì cứ khi ăn xong ấy thì là tự nhiên nó có một cái gì đấy, sức khỏe nó cũng tăng lên gấp đôi. Có nghĩa là cái sự tình dục nó tăng lên gấp đôi. Vâng. Thì nhưng mà vấn đề là vợ thì nó lại không chịu được cái vấn đề đấy. Thế cho nên là vợ nó cũng đang rất là buồn và nó cũng nghĩ mình là người có bệnh. Vâng. Thế nên là bây giờ muốn hỏi chương trình là cái rau cần đấy thì nó có tác dụng gì không, hay là không ăn có được hay không? Mình muốn hỏi chương trình để chương trình giải thích rõ. Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị. Thực ra thì rau cần tây nó cũng là một cái loại thực phẩm mà rất nhiều người ưa thích, mà kể cả nữ cũng thích chứ không phải chỉ có nam đâu. Vì cái món đấy trong bất kỳ món xào nào, đặc biệt là xào với thịt bò, thì sử dụng cần tây hoặc là tỏi tây, nó là món ăn thông dụng mà bạn. Nhá. Nhưng có lẽ là bạn cũng là người rất là nhạy cảm với cái loại cần tây đấy, cho nên là khi bạn ăn thì cái ham muốn nó lại tăng lên một cách mình cả kiểm soát được, tức là mình biết được là mình ăn cái món đó thì nó như vậy. Chứ tôi thấy các bà nội trợ ở ngoài chợ rất là nhiều người bán cái đó và chẳng thấy ai đưa ra cái thông tin như vậy. Chứ còn nếu thực sự mà nó như thế thì người ta chẳng cần phải sản xuất ra những cái thuốc để điều trị rối loạn cương dương làm gì, cứ ăn cái cần tây đấy thì có khi đánh bạt hết các loại thuốc đúng không? Tôi quay trở lại câu chuyện của nhà bạn thì tôi muốn nói thế này. Có lẽ vấn đề ở đây không phải là cái cần tây, mà cái vấn đề ở đây nó là sự hòa hợp về mặt thỏa mãn cái nhu cầu tình dục. Thực ra hai vợ chồng thì mới lấy nhau có 2 năm thôi, thời gian cũng chưa phải là dài đúng không? Mới gọi là bước đầu của cái đời sống quan hệ tình dục. Nếu không ăn cần tây thì mọi chuyện suôn sẻ phải không bạn? Và không ăn tây thì nó chỉ là bình thường thôi, nhưng mà khi mà cứ ăn vào thì nó lại mình không kiểm soát được cái mà có thể là vừa sinh hoạt xong có thể nó vẫn lại sinh hoạt tiếp được. Tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ chia sẻ tất cả những cái đó đối với vợ đi, để vợ hiểu rằng là chẳng phải bệnh tật gì cả, anh chẳng có bệnh hoạn gì mà anh cũng chẳng dùng cái thuốc gì hay là như thế nào, cái đời sống tình dục của nhà các bạn đều ổn mà, có vấn đề gì đâu nếu mà bạn không ăn cần tây, đúng không? Thế còn khi bạn sử dụng cái loại thực phẩm đấy mà bạn thấy nó như vậy thì thực ra đối với bạn rất là tốt đấy. Và nó là một cái liều thuốc tự nhiên, bạn không phải lệ thuộc vào nó và lại rẻ tiền dễ kiếm. Nếu bạn thực sự là người đáp ứng tốt với cái đó thì tôi nghĩ rằng nó chẳng có gì là sai cả, và nó cũng chẳng có gì là xấu. Chỉ có cách là mình chia sẻ những cái đó đối với vợ ấy, để vợ cũng hiểu, thứ nhất là mình không phải bệnh hoạn gì, không phải bệnh tật gì. Thứ hai nữa là mình có lẽ cần phải thêm một số các kiến thức về sức khỏe tình dục nữa, để nó hiểu nhau hơn. Và từ đó thì cái chất lượng cuộc sống của nhà bạn nó mới cải thiện. Tôi nói ví dụ, có thể lúc bạn không ăn cần tây, vợ bạn cũng không thấy thoải mái, nhưng mà cô ấy không nói ra, hoặc là cô ấy không chia sẻ cái điều đó đối với bạn. Nhưng khi mà bạn sử dụng cần tây thì cái ham muốn nó có sự thay đổi rất là rõ, và điều đó làm cho vợ bạn không đáp ứng được. Từ đó bạn ấy thấy khó chịu. Chứ còn nó là một món ăn khoái khẩu thì mình không thể nào mình từ chối. Ví dụ ăn thịt bò mà không có cái đấy thì mình thấy chán đúng không? Thì mình có thể giảm liều đi cũng được. Tôi nghĩ là như thế. Tức là ví dụ trước đây bạn có thể ăn tới 1 lạng hoặc là 2 lạng cần tây, thì bây giờ bạn giảm 1/2 cái liều đấy xuống. Nó vẫn thỏa mãn được cái khẩu vị của bạn, nhưng mà mặt khác thì tôi nghĩ là nó sẽ hài hòa với bạn hơn. Và mấu chốt ở đây có lẽ không phải là cái chuyện cần tây đâu. Có lẽ nó nằm ở cái chuyện là sự đồng cảm và sự chia sẻ trong cái quan hệ tình dục. Vấn đề chăn gối thì nó vẫn không có vấn đề gì xảy ra chị ạ. Chỉ có mỗi cái là khi mà cứ mỗi một lần em ăn gần tay vào ấy thì là bọn em lục trốn ấy. Cứ nhìn thấy em nó lại trốn. Thế thì em mới hỏi tại em sao, thì nó bảo là bây giờ là anh có vấn đề rồi thì anh phải đi khám đi, chứ như thế này thì em không chịu được. Bạn có vấn đề gì đâu. Bạn muốn hỏi chương trình xem là như thế nào để cho vợ nó hiểu được hơn. Em cứ giải thích cho vợ em nó hiểu rồi, nhưng mà vợ em nó lại không hiểu. Cứ em là nó lại cứ thấy em ăn gần tây là nó lại chạy sang bà ngoại, nó không ở nhà nữa. Không phải,
Vấn đề ở đây không phải là lỗi ở cái cây cần tây, mà vấn đề là lỗi ở cái hành vi quan hệ tình dục của mình. Ví dụ khi mình ăn cái đó vào thì nó làm cho cái ham muốn của mình rất cao. Và nếu những cái lúc bạn mùa ham muốn cao như thế mà bạn quan hệ nó thô bạo chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế. Cái này thì em cũng xin chia sẻ với chương trình, chúng em rất là rất nhẹ nhàng chứ không có vấn đề gì mà nó gọi là cục xúc gì đâu cả. Vấn đề rất nhẹ, từ thế. Vấn đề ở chỗ cái thái độ của mình, tôi nghĩ là như thế chứ không phải là lỗi ở cái cây cần tây. Ví dụ như là tôi nói về tần suất. Thông thường thì nếu như một cuộc quan hệ tình dục có chất lượng đối với những người phụ nữ bình thường, mà cái người mà người ta không phải là cái người có nội tiết tố mạnh ấy, thì trong một buổi tối người ta chỉ có thể quan hệ 1 đến 2 lần nếu thực sự là quan hệ có chất lượng và đúng nghĩa của quan hệ tình dục. Đấy là một cái lao động nặng. Bạn phải xác định như vậy, kể đối với bạn cũng thế và đối với chúng tôi cũng thế. Cho nên để mà có một cuộc quan hệ tình dục có chất lượng thì sau đó cả hai đều rất là ngủ sâu và đòi hỏi phải có thời gian để cho cơ thể nó hồi phục. Khi mà mình đẩy cái cao trào đấy nó lên quá nhiều, tức là quá sức chịu đựng của vợ bạn, khiến cho cô ấy phải chạy. Chạy ở đây không phải do lỗi cái cần tây đấy, mà do cái hành vi của mình. Nhá. Vậy thì để tốt nhất ở trong cái trường hợp như của nhà bạn ấy, thì như tôi nói rồi, mình giảm cái điều đó đi cho nó phù hợp với cái mong muốn của vợ. Còn khi nào mà mình sử dụng, mình cần thì mình hãy sử dụng. Có như thế thì mình mới không phạm lỗi. Còn nếu như mà cứ ăn cần tây vào xong vợ lại trốn như thế, thậm chí lại còn bỏ về nhà bà ngoại, thì nguy cơ bị phạm lỗi cũng là khá cao đấy. Yeah. Đúng không? Ừ, và mình thì rất không muốn điều đấy một chút nào, đúng không? Vâng. Ừ, thế tự điều chỉnh đi, tôi nghĩ là ổn thôi mà. Nhá. Còn vấn đề ở cái cần tây là không có vấn đề gì chị? Không có vấn đề gì đâu, bạn thích nó, bạn ăn mà thực sự nó tốt như tôi đã nói với bạn rồi, nó như một cái thuốc Viagra đối với bạn rất là tốt ấy. Không phải người nào cũng có đáp ứng được như thế với cần tây đâu. Nhá. Ừ, chào bạn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo. Alo. Vâng, xin chào thính giả gọi điện từ Thanh Hóa. Vâng, chào cô. Tôi là người Thanh Hóa mà năm nay là 56 tuổi, có một đứa cháu con gái lấy chồng về Đông Thiệu. Vâng, chào anh. Trong cái thời gian 3 năm thì cháu có thai. Cháu có thai, sau đó là cháu bị lên cái coi bị là cháu lại bị sảy. Vâng. Sau 2 năm sau cháu lại có thai, lại bị lưu thai, cho nên tôi mới hỏi chương trình xem bác sĩ tư vấn hộ cho tôi có cách gì là để cho phương pháp điều trị cho cháu. Vâng, con gái của anh thì đã có 2 lần mang thai nhưng mà đều không giữ được. Và bây giờ thì anh cũng rất là lo lắng cho tình trạng sức khỏe cũng như là thai nghén của con mình. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng ạ. Vâng, tôi chào anh. Chào bác sĩ ạ. Bố rất là yêu con gái đúng không? Thấy con như vậy thì cũng rất là lo cho nó, không phải lo về sức khỏe nữa mà còn lo về hạnh phúc của con nữa, đúng không ạ? Vâng. Con 2 lần mà phải bỏ thai như vậy là nó cũng rất là buồn và lại lo nữa. Năm nay con gái anh bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, con gái năm nay 26 tuổi. À, 26 hả? Bạn ấy tuổi Canh Ngọ à? Vâng ạ. Vâng. Con làm nghề gì vậy? Dạ, cháu nó làm cái nhánh của công ty may mùi đó, bác sĩ ạ. À vâng, thế công việc con có vất vả không anh? Cũng không biết nói vất vả lắm bác sĩ ạ. Vâng, thế chồng bạn ý thì làm gì vậy? Chồng thì làm, nói chung là làm ở trưởng thôn thôi. Vâng. Cũng, nói chung gia đình cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Vâng. Chồng con thì bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, chồng năm nay 32 tuổi ạ. À, chồng 32 tuổi. Tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là cái lần đầu tiên á, khi mà con có thai mà con bị mắc quai bị, bởi vì quai bị nó là một cái bệnh mà nó có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi rất nhiều, cái virus quai bị ạ. Kể cả không phải là sảy thai hay là thai lưu thì nó cũng là cái loại virus mà nó gây ra cái dị tật thai nhi rất là lớn. Chính vì vậy mà khi mà có thai ấy, mà đã bị mắc quai bị thì cái chỉ định phải đình chỉ thai nghén là rất cao anh ạ. Đấy. Cái thứ hai nữa là
sau đó thì không rõ là cái biến chứng của cái quai bị đó nó có ảnh hưởng gì tới cái cơ quan sinh dục của con không. Bởi vì ví dụ đối với nam giới chẳng hạn, nếu mắc quai bị thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh hoàn. Nhưng mà nếu mà là nữ ấy, mà bị mắc quai bị con gái ấy, thì nó lại ảnh hưởng rất nhiều tới buồng trứng ạ. Và cái buồng trứng thì nó lại là cái nơi mà nó sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nữ rất là nhiều. Chính vì vậy mà khi con có thai lần tiếp theo, nếu như mà nội tiết tố sinh dục nữ nó ít quá và nó không đủ để có thể giữ được cái thai, thì cái nguy cơ mà bị thai lưu ấy ạ, như trường hợp con nhà anh là không phải là thấp đâu. Vì thế mà theo tôi thì thế này. Thứ nhất là con phải đi tiêm phòng đi. Không phải tiêm phòng quai bị không đâu ạ. Có thể con là người rất là ái tính với các loại virus, cho nên ít nhất là con phải kiểm tra xem con đã mắc viêm gan B chưa. Nếu chưa mắc viêm gan B thì con phải được tiêm viêm gan B, được tiêm vaccine phòng cúm, tiêm vaccine phòng sởi và rubella. Tất cả những cái loại virus mà như tôi nói ấy, thì khi mà phụ nữ có thai mà bị mắc các loại virus đấy thì rất dễ bị thai lưu hoặc là bị dị tật thai nhi. Đấy, chính vì thế mà bây giờ hãy trì hoãn cái việc có thai lại đã, để đi tiêm phòng các cái loại vaccine đó. Vì khi chuẩn bị có thai thì mũi cuối cùng phải được tiêm cách cái thời gian mà dự định có thai ít nhất là 3 tháng. Đấy, cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là trước khi có thai thì phải đi khám tổng thể sức khỏe cả hai vợ chồng. Và phải khám ở nơi nó có điều kiện thăm khám tốt. Ví dụ ở Thanh Hóa ít nhất anh phải ra bệnh viện tỉnh. Ở đó thì con sẽ được người ta kiểm tra xem buồng trứng của con có tốt không, vòi trứng của con có tốt không, niêm mạc tử cung của con có ổn không, là những cái yếu tố để quyết định cho việc có thai cũng như là giữ thai sau này. Con phải được xét nghiệm nội tiết tố sinh dục nữ ấy ạ, để xem là nó có bị thiếu không hay là nó như thế nào. Vì khi mà nó bị thiếu hụt thì người ta phải bổ sung cái nội tiết tố cho nó. Đó, bởi vì cái nguyên nhân mà gây thai lưu nó có thể đến cả từ những cái nguyên nhân rất sâu, ví dụ như là bị người ta gọi là xét nghiệm gen ấy ạ. Đấy, thế cho nên là cần thiết thì chồng con cũng phải đi khám. Trước mắt cứ ra bệnh viện Thanh Hóa, bởi vì thực sự thì con mặc dù nó hai lần như thế nhưng mà đối với cái tuổi của con thì nó vẫn đang ở cái độ tuổi rất là đẹp. Và cái sức khỏe của con hiện nay vẫn đang là cái sức khỏe tốt nhất cho việc có thai và mang thai. Thế cho nên là anh hãy nói hai vợ chồng con phải thu xếp thời gian, thu xếp công việc để đi kiểm tra sức khỏe đã nhá. Có thể phải vài ba ngày đấy, chứ không phải đi một ngày mà được ngay đâu. Thế và sau khi tất cả có những cái kết quả đó rồi thì bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho mình. Cần thiết thì nó tùy theo những cái nguyên nhân anh ạ. Thế có thể người ta quyết định là có thể có thai tự nhiên nhưng mà vẫn phải hỗ trợ nội tiết, hoặc là có thể phải hỗ trợ sinh sản, thì lúc đó sẽ tư vấn kỹ hơn cho con nhà anh nhé. Vâng, thế cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn chương trình và xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Định. Alo. Dạ, tôi nghe đây này. Dạ, vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Tôi có một người con ngày nay thi đại học á. Dạ. Nhưng mà nó ngủ nghịch quá, tôi dậy không được, nhưng giúp cho tôi các. Dạ. Con của anh lớp 12 là cháu trai hay cháu gái đấy ạ? Cháu trai. À, cháu trai, vâng. Cái nó đi chơi với bạn bè ngoài, nó không nghe lời cha mẹ. Dạ, vâng. Nhiều lúc nó đọc phát trong nhà chị. À, thế ạ, vâng. Dạ, mà tôi thì không dám đụng tới nó. Vâng. Tại vì đánh nó thì cũng có chuyện gì nó bỏ nhà rồi, phiền quá. Vâng. Chỉ làm nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Nhưng mà nó ưng là nó đi ưng thì nó ăn cơm, ưng thì nó ăn ngồi được. Vâng. Mà không cho tiền nó là không được chị ơi. À, thế con mà. Vâng. Nhưng cho nên bây giờ gắn giúp tôi một lời khuyên. Vâng. Đó đi. Vâng. Dạ, rất là nhiều gia đình và các bậc cha mẹ cũng chia sẻ với chương trình chúng tôi và cảm thấy dường như là bất lực với con cái khi mà con của mình đang cái tuổi phát triển, đang cái tuổi lớn đấy ạ. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn tâm lý của chương trình chúng tôi, sẽ tiếp chuyện anh và chia sẻ với anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Dạ vâng. Vâng, xin chào anh. Dạ chào anh. Nhà mình có một mình cháu trai thôi hả anh? Dạ, hai đứa gái thì nó có chồng nữa xa rồi. À, cậu út. Có một mình nó thôi. Vâng, mẹ thì đi tu. Rồi. Có không, nhưng mà tôi là công tác nhà nước. Vâng. Tôi sáng đi chiều về. Vâng. Nhưng bây giờ nó không biết nghe lời anh Đoàn ơi. Vâng, thế này nhá, tôi hỏi một chút xíu ạ. Chị nhà mình ấy đi tu là
do mâu thuẫn gia đình rồi khó chịu quá mà phải đi tu, hay là đấy là một cái sự lựa chọn của chị ấy thôi ạ? Không, chị duyên kiếp sau đó. Vâng. Ở nhà cũng vậy anh Đoàn ơi. Vâng. Ở nhà vẫn là cứ ở chùa, ở am, ở đâu miếu cầu rồi. À, vâng, một thời vâng. gian là bỏ đi luôn á. Không, vì tôi hỏi thế, tôi hỏi thế để dạ, vâng. đề phòng những trường hợp là ví dụ gia đình mình vợ chồng mâu thuẫn quá dài lâu, chị không chịu được được để chị đi tìm đến chốn đi tu, thế thì cái việc mà vợ chồng mâu thuẫn ấy nó ảnh hưởng tới cháu. Thế còn thì nếu chị như là một cái lựa chọn con đường đạo có căn có kiếp thì thôi, thế mình chả dám nói nữa, đúng không ạ? Bỏ đi từng khi cháu năm học mới có lớp mẫu giáo rồi. Ồ, mười mấy năm rồi. Và không phải là không, cũng phải cái gia đình gì đâu. Dạ thế ạ. Ý là bỏ đi rồi một năm về một lần, rồi bỏ đi bây giờ đi luôn 4-5 năm giờ không về nữa. Vâng. Vâng. Mà cũng không thương cháu, cứ mỗi lần về là cháu là cứ đánh cháu à. Đấy là cái làm sao thôi, bây giờ mình gác cái chuyện của chị sang một bên nhá. À, bây giờ hai ba con mình ở với nhau. À, thôi cũng được đấy ạ. Đến 18 tuổi cháu nó không ngoan ngoãn như mình mong muốn, nhưng mà thế này cũng chưa đến nỗi nghiện hút trộm cướp hay là bỏ đi vào Sài Gòn đi theo băng đảng nọ kia gì, đúng không? À, thế và cái việc anh nói rằng là cũng không dám đánh cháu vì sợ đánh nó bỏ đi, đúng. Kể cả dạ, không đúng. Sợ nó bỏ đi dạ, thì dạ. cũng chẳng đánh. Đánh thì chưa bao giờ là một cái gọi là một biện pháp đúng. Đúng rồi ạ. Nó chỉ là cái chút giận của bố mẹ thôi. Vâng. Thì nó lại vừa làm mẹ vừa làm cha, cố quá anh Đoàn ơi. Thôi anh ơi, anh cũng gắng được đến lúc này là tốt lắm rồi. À, tôi còn tôi chả dám hỏi là sao anh lại đơn thân được lâu thế, chứ nhiều anh là không dám làm cả mẹ cả cha mà buộc lòng phải đi kéo cái mẹ. À, nhưng mà đâu. Trong trường hợp của anh cũng khó, bởi vì chị chỉ bỏ đi tu chứ không phải là đúng vợ chồng ly hôn. Chứ đâu có ly hôn được đâu. Vâng, anh đấy, tôi cũng hiểu như thế. Có dám? Thế này này, cuối tháng 8 là có kết quả. Nếu như mà may mắn là cháu đỗ được đại học hay là cao đẳng là bố con cũng xa nhau, cháu cũng sẽ phải sống độc lập, rồi nó cũng lại phải tự lo, tự bươn, tự trải. Bố cho tiền bao nhiêu thì cho, nó thích ăn mì tôm thì nó úp mì tôm, mà không thì nó ăn cơm bụi, cơm bình dân. À, mình đến lúc này rồi mình không quá cứng nhắc, không quá can thiệp nữa. Vì thời gian nó còn có ít, bây giờ mình cứ gây căng thẳng ở cháu rồi nó lại rằn rỗi gì đó, xong rồi ảnh hưởng tới thi cử. Bố con lúc nào đi chơi nói với nhau là ba thật sự ra là ba hồi hộp lắm, ba lo lắm. Suốt bao nhiêu năm là nuôi con ấy, ba chỉ sợ con hư. Thế nhưng mà đến giờ phút này ba thấy rằng là ba tạm hài lòng, bởi vì con vẫn duy trì học tập cho đến lúc này. Trước đây thì con học giỏi, nhưng bây giờ thời gian gần đây thì ba thấy nó cũng không được như mong muốn. Nhưng mà thôi lúc này cũng có gắng thêm 1-2 tháng, cũng không làm gì cả, đúng không? Nó là một quá trình. Thế thì ba chỉ muốn con là tập trung học tập này. Đăng ký thi trường nào rồi chứ ạ? Lựa chọn trường chưa? Xin anh bên đội ơi. Dạ. Tôi xin kiếp lại anh tính nha. Chị nói không, nó không bao giờ nó trả lời, không bao giờ nó nói. Vâng. Mình nói nó bỏ nó vậy rồi. Chứ còn nói mà nó ngồi nó trả lời với mình thì quá dễ. Tức là cứ nói cái nó đứng dậy nó đi ạ? Ừ, mình nói. Đó khi ba chìa khóa, tôi một cái, nó một cái và một chìa khóa phụ. Bỏ vâng. Chỗ nào đó cho nó biết. Và tôi đưa cho nó tùy nó bỏ. Nhưng một hôm đó, nó tưởng nó là tôi làm việc tôi về. Nhưng mà tôi đi công tác xa. Vâng. Tôi phải ở lại. Thì nó về tìm chìa khóa phụ. Nó bó đâu, nó quên hay sao. Nó tìm nó mới được ra rồi. Vâng. Lấy cái búa nó đập cửa bên Đoàn ơi. Vâng. Nó đập cửa, bế cái cửa pano mà nó bế Đoàn ơi. Cửa mà tôi đóng cửa coi chắc lắm, cái dối rồi á. Dạ. Nhưng mà lấy cái búa nó đập bị ra Đoàn. Mà tôi chỉ có nói thôi. Mục đích con đập cửa để làm gì? Không nói mình, tôi bỏ đi vậy rồi. Nó không thèm nói chuyện. Vâng. Mình biết sao á. Nó có một chìa khóa phụ nó quên này, xong nó tìm chìa khóa mà mình rồi, gọi nó sơ cua ấy. Nó mới được rồi, nó tức là lấy bú trong nhà đó. Là nó đọc cái cửa bà nô bình gỗ của tôi đó. Vâng. Mà nó soi cho phải đám chỉ, nó soi rồi 2 phân vậy mà đập bế anh Đoàn ơi. Vâng. Tôi tức mà tôi đâu dám đánh nào, tôi nói mục đích con đập cửa để làm gì, mà không nói. Vâng. Thôi, đấy là... Nó người... không thèm nói chuyện với tôi, chứ nó nói chuyện thì nó đỡ rồi. Đấy là... Mà tôi mượn người... Tôi điện cho cháu ở thành phố Hồ Chí Minh điện về cho nó. Vâng. Nhưng mà nó cũng không thèm nói gì. Nó nói cái chuyện đó là nó cắt máy. Vâng. Không biết thì sao anh. Rồi cháu tới đây thì sẽ thi đại học, lúc mà nó chọn trường với lại chọn ấy thì nó tự lập hay là anh chọn cho cháu? À, nó chọn trường thì tôi có biết. Vâng. Chọn thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó tự lập. Và Quy Nhơn. À vâng. Vâng, nó chọn trường tôi biết. Vâng.
Thật ra thì cháu, tôi thì cũng cứ nói thật là ngay cả những gia đình mà còn trọn vẹn cả bố cả mẹ mà kèm kẹp suốt ngày, thậm chí đi học lớp 12 mà bố còn phải chở đến tận cổng trường, chiều thì mẹ đón về, mà dù cũng còn, không, tôi đang nói là đối với những gia đình như thế mà rồi cũng còn chẳng dám hy vọng là trẻ nó ngoan, cũng như trong hoàn cảnh nhà mình. Đúng là nó cũng có những cái thiếu thốn, nó không có uốn nắn gần gũi của người mẹ này. Mình thì cũng bận rộn. Mình thì mình thật ra là mình lo được cho con tiền đủ, nhưng mà sẽ không có những cái ôm ấp vuốt ve. Bữa nay nói là cháu mẹ đi bỏ đi từ lúc mà nó đang mẫu giáo, mà những năm tháng bé nhỏ nó cần rất là gần mẹ. Lớn lên thì nó lại nghĩ rằng là sao những nhà khác ấy có bố có mẹ đi họp phụ huynh thì hôm thì ba, hôm thì mẹ, chiều thì mẹ chở mẹ đón, nhà mình thì ba thì bận tối ngày, còn mẹ thì như thế. Thành ra khi nó nhìn thấy, nó cũng cứ thấy hoàn cảnh nhà mình nó khác với người khác, rồi nó có những cái bức xúc ở trong người. Mà khi đã bức xúc rồi thì nó hay đổ lỗi. Đổ lỗi là chắc tại ba làm sao mà má ấy bỏ đi, hay chắc tại má thế này mà nó kia. Dạ đúng á, tôi cũng đang nghĩ vậy. Thế thì nó đổ lỗi cho mình mà nó lại không đủ kiên nhẫn. Mình thì mình người lớn, mình hiểu rằng là thực ra là duyên là kiếp là căn là quả, bà ấy đi đấy là tự nguyện của bà ấy rồi, chứ chẳng phải là do cuộc sống gia đình có bạo lực gia đình gì mà bà ấy đi. Mình chẳng phải là ước hiếp đánh đập gì đến nỗi vợ phải tìm chốn nương tựa chúng nó. Nhưng mà trong trẻ nó đã ít gần gũi, bạn không ai nói cho nó thì nó nghĩ rằng là ba sống ích kỷ, ba e chèn ép gì đến nỗi má phải đi. Bây giờ còn mình ba lại chút cái chèn ép sang mình. Nhưng mà thôi, lúc này không phải là lúc để nói thế. Các cháu lớn lên một chút nữa, nó nhìn nhận các vấn đề rồi, nó nhận ra là ba đã phải hy sinh như thế nào cho nó. Lúc này gọi là chấp nhận chung sống hòa bình anh. Nhiều nước cái lăm le muốn đánh nhau lắm thôi, nhưng mà đã dám đánh đâu. Cứ phải nhún là lui. Đích làm sao để hy vọng rằng cháu nó đỗ một trường nào đó. Lúc đó thì đời dạy nó và nhà trường dạy nó. Còn mình lúc ấy lại còng lưng nó đi làm, mỗi tháng lại gửi cho nó mấy triệu vậy. Rồi lớn lên thì con nhà nào cũng thế thôi. Bé là con của mẹ của cha, lớn lên là con của xã hội ấy mà. Mình cũng không có nặng nề quá trong cái thời gian này. Tôi tin rằng là... Tôi sợ là nó đậu. Thì nói chung đối với ai với tôi thì đủ khả năng cho nó học đó anh Đinh Đoàn. Nhưng mà vô trong đó mình đưa tiền nó học nó đi chơi. Chết chứ chứ anh Đoàn. Cái đấy thì không ai dám chắc được điều gì. Con nhà lành nó cũng có thể thế mà anh. Đúng. Cho nên là cứ hy vọng rằng là cháu nó lớn lên nó bắt nghĩ. Khi mà nó vào thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, đây là cái ví dụ là mình cũng có những sự chuẩn bị. Mình đưa con vào đó, mình gửi ở nhà anh em bà con cho nó ở đấy. Nói rằng là thôi thì ba ở xa, ba cũng chưa được nghỉ hưu hẳn, cho nên là con ở đây với lại các bác hay thím hay là các anh gì đó. Mình đi học rồi cũng nhờ vả người ta là thay mặt gia đình để ý lưu tâm. Thôi thì đời cua cô máy, đời cái cây đào, chúng nó phải tự vươn lên. Nếu mà rồi nó cứ có lang thang, nó không chịu học thì cũng đã mưa mệt anh Đỏ ơi. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp anh tìm lại được sự bình yên của gia đình. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào thính giả của điện từ Hà Nội ạ. Alo. Vâng. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Hỏi là 54 tuổi mà lấy cô 30 tuổi có con không? Vâng, anh năm nay 54 tuổi đúng không ạ? Và, và có tình cảm với một cô hơn 30. Và hai người đang băn khoăn và lo lắng không biết là có con được hay không. Đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng ạ. Tôi chào anh. Vâng. Tôi có thể xin lỗi hỏi là sao bây giờ mình mới lấy vợ được không ạ? Không, lấy vợ rồi nhưng mà vợ bị tai nạn chết. Vâng, rất xin lỗi anh. Trong bây giờ lấy cô này 30 tuổi, tức là tôi còn kém bố vợ, bố người yêu, tức là 5 tuổi, bằng tuổi mẹ người yêu. Bằng tuổi bà mẹ vợ đấy à? Bằng tuổi bà mẹ vợ. Thế đến vợ. Nhà bạn gái vẫn chào mẹ vợ bình thường? Không, bây giờ đang yêu thôi. Nhưng mà cô, bà hỏi rằng là ông bố phải tùy, bà mẹ vợ thì bà ấy đừng khừng, bà ấy có đồng ý. Vâng, nhưng quan trọng là cô ấy thôi. Cô bảo là thôi thì thân phận con quyết định. Vâng, đấy. Tức là tôi hơn cô là 25 tuổi. Vâng, tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì đâu ạ.
Và một cái khoảng cách đấy bây giờ nếu như anh có vẫn có một cái sức khỏe tốt, kinh tế của hai người không quá khó khăn, thì tình yêu của tuổi này nó vẫn thăng hoa được bình thường, không có vấn đề gì. Vâng. Bây giờ anh băn khoăn nhất là không biết là lấy cô ấy thì liệu có con hay không, đúng không? Anh băn khoăn về phía anh hay là băn khoăn về phía cô ấy ạ? Tức là cô ấy băn khoăn thật thà nói, còn tôi thì tôi có con cái nó ở riêng hết rồi, nó có vợ chồng hết rồi, tôi không lo gì cả. Cô lo. À, cô ý lo là cô ý khó hay là anh khó? Tôi tức là không biết là bên nào chẳng hạn. Bây giờ mình không biết bên nào à? Có hay không? Vâng. Đấy, có hay không? Vâng. Thực ra đấy, nếu mà nói là về tuổi ạ, thì kể cả hai người thì nó cũng chưa phải gọi là cao đâu ạ. Cô ấy 30 tuổi thì vẫn có thể sinh nở bình thường, nếu như mà cái sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của cô ấy tốt. Vâng, rồi cái trứng của cô ấy nó bình thường, nội tiết sinh dục bình thường thì cô ấy vẫn có khả năng có thai tự nhiên được anh. Không vấn đề gì. Bây giờ thậm chí cũng rất nhiều bạn trẻ, người ta cũng 30 tuổi thì người ta mới kết hôn ạ. Và người ta cũng có con lần đầu khi mà ở tuổi ngoài 31, 32 cũng bình thường mà anh. Vâng. Thế còn về phía anh ấy, thì tôi cũng nghĩ là nếu anh có một sức khỏe tốt, không có một cái bệnh mãn tính gì, không có nghiện rượu, không có nghiện thuốc lá, thế và cái sức khỏe của anh ổn thì tinh trùng của anh nó cũng chắc cũng không có vấn đề gì. Nhiều người 6-70 tuổi người ta vẫn có con mà anh. Nhưng tốt nhất thì hai người nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể trước khi quyết định có con. Bây giờ ấy thì cũng phải nói thật với anh là thậm chí chúng tôi còn đang tuyên truyền để mà kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Khi mà người ta chuẩn bị kết hôn ấy, thì người ta còn nên đi khám sức khỏe tổng thể để phát hiện xem sức khỏe của hai người có tốt không, có mắc một cái bệnh mãn tính gì không, đặc biệt là những cái bệnh mà nó có khả năng ảnh hưởng tới cái chuyện có thai chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì hiện nay khoa học đã rất phát triển và có thể phát hiện sớm được, cho nên là chúng tôi còn khuyên là nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân là vì như vậy. Thế trong điều kiện của anh chị thì tốt nhất là nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, kể cả anh cũng vậy, anh cũng nên đi kiểm tra xem là mình có sức khỏe của mình có tốt không, có vấn đề gì không. Thế kiểm tra sâu hơn nữa về sức khỏe sinh sản, chị ấy thì cũng nên kiểm tra xem là hoạt động cơ quan sinh sản có tốt không, buồng trứng có vấn đề gì không, thế rồi vòi trứng nó có thông thoát không, tử cung của chị ấy có bình thường không, niêm mạc tử cung nó có tốt để tất cả những cái đấy nó sẽ là điều kiện sẵn sàng để có thể có thai tự nhiên, hoặc là kể cả khi có thai rồi thì thai nó cũng có thể phát triển tốt được. Thế về phía anh thì nên làm xét nghiệm, một cái xét nghiệm tinh dịch đổ để đánh giá số lượng và chất lượng tinh trùng của anh tại thời điểm này. Tất cả những yếu tố đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là anh chị có thể có con được hay không. Thì tùy theo những cái kết quả đấy thì bác sĩ sẽ tư vấn thêm cho anh chị nhé. Vâng, cũng xin chúc anh và chị nếu có quyết tâm thì sẽ chóng có tin vui. Vâng, chắc hẳn là sau khi tư vấn của bác sĩ của chương trình thì chúng tôi cũng hy vọng là anh sẽ có thêm quyết tâm để đi tìm được hạnh phúc của mình. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ Nam Định. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nam Định ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em bị viêm lộ tuyến ấy, em có đi đốt một lần rồi, nhưng mà sau cái lần đốt từ năm ngoái ấy, thì em lại thấy cái tình trạng viêm nặng hơn ạ. Vâng. Cứ một tháng là phải ngứa một lần và ra nhiều thứ hư mà da màu trắng đục như màu xanh ạ. Vâng. Bây giờ thì bạn đang rất là lo lắng cho vấn đề sức khỏe sinh sản của mình. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải trong Hồng Thu của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bạn lắng nghe. Tôi chào bạn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, em 28 ạ. Bạn đã có gia đình chưa? Dạ, em có một cháu rồi. À, có một cháu rồi. Bạn bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục này lâu chưa? Dạ, em bị từ sau lần sinh cháu thứ nhất ạ. Cháu đầu ấy. Thế hả? Vâng. Tức là cách đây khoảng bao nhiêu năm rồi? Cách đây mới một năm ạ. À, một năm. Vâng, mới 20 tháng 11 năm ngoái. À, em đã có đi khám tổng thể. Thế là bác sĩ có bảo em là bị viêm nội tuyến 3cm gì đấy. Mà lúc đấy em không bị ngứa ngáy gì đâu. Cả. Thế là em bảo là sao họ lại bảo như vậy mà em chả bị làm sao ạ. Họ bảo em là phải đi đốt.
thì mới khỏi. Thế sau lần đi khám đấy thì về tự nhiên em lại thấy bị ngứa, tình trạng ngứa lại nặng hơn da. Thế rồi em cũng lo lắng, thế cũng đi ra phụ sản Nam Định. Cái lần khi mà bạn đốt cái cổ tử cung thì bạn đốt ở đâu vậy? Vâng, em đốt ở phụ sản Nam Định. À, cũng ở phụ sản Nam Định đúng không? Vâng. Cái lần đấy làm sao mà bạn đi khám, hay là lúc sinh em bé thì bác sĩ bảo bị viêm nhiễm? À không, do ở trường người ta cho đi khám tổng thể, tức là đi khám sức khỏe, thế họ bảo em vậy. Cái triệu chứng như bạn mô tả ấy, thì nó có thể gặp ở trong viêm nhiễm cơ quan sinh dục, mà nó bạn vừa có thể nhiễm nấm, lại còn nhiễm cả tạp khuẩn nữa. Khí hư của nó vừa đặc mà nó lại còn có cả màu xanh ấy. Tôi không rõ là mỗi một lần bạn bị viêm nhiễm như vậy thì bạn điều trị ở đâu? Có những lúc thì em phải đi ra ngoài đấy, xong họ cũng cho em thuốc uống, xong rồi cho em thuốc đặc đấy. Nhiều thuốc là về qua quả phải mấy tuần uống mới hết đấy. Thế à? Nó khỏi, thế xong nhiều lần như thế em. Đều ở bệnh viện phụ sản à? Vâng ạ, là tự đi mua thuốc như họ ấy đưa cho, hay là về đặt mỗi lần cứ bị ngứa là em đặt như thế. Bạn đặt nó có rơi cái viên thuốc ấy ra ngoài không? Dạ, có. Chính đấy là cái mà tôi muốn cần trao đổi với bạn ấy. Tức là khi mà bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục ấy, thì nó có, điều trị nó là nó phải có một số nguyên tắc. Thứ nhất là mình phải điều trị theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ. Tức là cái đơn người ta kê cho bạn, thuốc uống bao nhiêu ngày, thuốc đặt bao nhiêu ngày, thuốc rửa như nào, thuốc bôi như nào, thì mình phải thực hiện tuân thủ đúng cái đơn thuốc đấy. Cái thứ hai nữa là tốt nhất là bạn nên đến khám bác sĩ mỗi lần mà bạn bị như vậy. Không nên tự ý mua thuốc về uống. Vì sao? Mỗi một lần bạn viêm nhiễm như thế có thể do các cái nguyên nhân nó khác nhau. Nếu bạn nhiễm nấm thì người ta sẽ phải điều trị cho bạn thuốc khác. Nếu bạn nhiễm trực khuẩn hay là nhiễm ký sinh trùng hay là nhiễm các cái loại khác, tức là tùy theo nguyên nhân gây bệnh, người ta sẽ phải điều trị cho bạn khác nhau. Trong trường hợp bạn bị tái đi tái lại nhiều lần như vậy, tức là cái điều trị của bạn nó không hiệu quả. Thậm chí người ta lại còn phải xét nghiệm cái dịch sinh dục cho bạn mà cao hơn, người ta còn phải cấy cái dịch sinh dục của bạn để tìm xem nguyên nhân là bạn bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục kéo dài như vậy là do nguyên nhân gì. Thậm chí ở những cái trường hợp đặc biệt hơn nữa, người ta còn phải làm kháng sinh đồ, tức là phải xem cái loại gây bệnh cho bạn nó đáp ứng được với cái loại gì thì mới có thể điều trị triệt để cho bạn được. Cái thứ ba là nếu điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì phải điều trị cả hai người, tức là điều trị cả chồng hoặc là bạn tình của mình. Những cái người đấy có thể người ta không có triệu chứng lâm sàng, nhưng khi người ta quan hệ tình dục với mình mà thì người ta mang cái mầm bệnh. Thế và người ta không được uống thuốc, không được điều trị gì. Mình điều trị thậm chí có thể gần khỏi rồi, mà nếu như mình quan hệ không được bảo vệ hoặc bảo vệ không đúng thì mình có thể lại tái nhiễm lại từ chính người chồng của mình, làm cho bệnh nó tái đi tái lại. Khi điều trị bạn phải đến cơ sở y tế, người ta sẽ phải điều trị cho bạn theo đúng cách, tức là người ta phải đặt mỏ vịt vào, sau đó người ta bơm nước vào đấy, rồi người ta rửa cho bạn sạch sẽ ở bên trong, và người ta có dụng cụ, người ta đặt thuốc sâu vào bên trong cổ tử cung cho bạn, thì lúc đó cái viên thuốc nó mới định vị ở trong đấy được, nó tan ra và nó mới có thể phát huy tác dụng của nó, tức là diệt các cái loại nguyên nhân gây bệnh. Còn nếu bạn ở nhà bạn tự dùng tay hay là dùng cái thìa bạn tự đặt vào thì nó rất là nông, cho nên là cái viên thuốc này nó sẽ bị rơi ra ngoài, có nghĩa là nó không có tác dụng. Chưa kể là nếu bạn đặt bằng tay thì chính tay của bạn cũng có thể là một cái nguyên nhân nó gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục cho bạn. Mà đã từng có tiền sử là viêm cổ tử cung lộ tuyến thì bạn nên thận trọng, bạn cần phải làm được xét nghiệm Pap smear, tức là xét nghiệm để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, nhất là trên nền những người mà bị viêm cổ tử cung lộ tuyến nhé. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Hà Nội. Alo. Dạ, em chào chương trình của Tình Yêu ạ. Vâng, chào bạn. Dạ, chị ơi, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia tâm lý cho em ạ. Vâng. Em có yêu một người bạn trai. Vâng. Được gần một năm thì một em không, em là người khiếm thị mà chị. Vâng. Em không đến được với nhau thì người yêu em đi. Mà hai đứa em vẫn yêu nhau. Xong rồi đó em gặp lại người bạn thân của anh ấy. Vâng. Thì người bạn thân của anh ấy lại yêu em. Và em vẫn chưa quên được người yêu cũ. Thì em nói là em chưa quên được người yêu cũ nhưng anh ấy chấp nhận. Em cũng đã nhận lời yêu, nhưng mà em vẫn còn yêu người yêu cũ và em hy vọng anh ấy quay lại với em. Nhưng mà anh ấy muốn chia tay tốt cho cả hai. Em nghĩ là nếu như em có thể yêu người bạn thân của anh ấy thì bọn em có thể đến được với nhau. Còn em không yêu người bạn thân mà bạn trai cũ của em quay lại thì bọn em làm sao vẫn phải chia tay. Và lúc em đau khổ hơn, nhưng em vẫn muốn quay lại thì chương trình cho em lời khuyên là em nên phải làm thế nào ạ?
Vâng, tức là bây giờ bạn đang tình cảm chia làm đôi đúng không? Vừa dành cho người yêu cũ và vừa có người yêu mới. Người yêu cũ thì em yêu, còn người yêu mới thì em chưa có tình cảm. Vâng, tôi hiểu ạ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Cũng không thể nói là em đang có hai mối tình được đúng không? Một cái thì hết rồi, một cái thì chưa tới. Em đang đứng ở chỗ chuyển giao giữa cái mất rồi và một cái chưa có gì. Mình phải nhìn thẳng như thế để mình đỡ nghĩ rằng mình đang có hai người yêu rồi phải cân nhắc lựa chọn. Bây giờ mình phải đánh giá lại quá khứ đi. Cái mối quan hệ của em với cái người yêu mà em rất yêu ấy, được hơn một năm đúng không? Sau đấy thì anh ấy chủ động chia tay vì không vượt qua được các thứ. Và anh ấy nghĩ rằng chia tay thì tốt hơn cho cả hai. Em có cùng cái quan điểm với anh là chia tay thì tốt hơn cho cả hai hay không? Em thì em nghĩ là mà em không đến được với nhau, nhưng em vẫn nghĩ là nếu như em vẫn hy vọng là anh ấy yêu em rồi, thời gian rồi anh ấy đi với con gái khác em vẫn chấp nhận. Nhưng để em lại khuyên là nếu như thế thì em rất đau khổ, và nếu như em yêu người bạn của anh ấy thì em có thể đến được với nhau, nhưng mà em chưa có tình cảm với bạn của anh ấy. Rồi anh hiểu. Em thì em mong muốn thế này. Em vì quá yêu anh cho nên chấp nhận rằng anh có thể lấy vợ, anh có thể yêu người con gái khác, nhưng anh đừng bỏ em. Em chấp nhận cho anh đi với người khác, thỉnh thoảng về đây với em cũng được rồi đúng không? Không phải, ý em nói là yêu đến lúc rồi anh ấy dứt khoát anh ấy đi với người khác thì em sẵn sàng chia tay để anh ấy đi với người khác, em không liên quan đến nữa. Ồ, em nói thế nó đơn giản quá, chuyện tình cảm nó không phải như vậy đâu. Nó rằng xé, nó vật vã, nó đau khổ. Chứ nếu mà để cứ nhận yêu xong đến lúc mà gặp người khác cắt đứt là người toạch một cái thì người ta đã chẳng ca ngợi tình yêu là lắm chuyện như thế đúng không? Biết là như vậy. Không biết là mình có vượt qua được hay không nữa. Em bây giờ nghe giọng nói thì cũng vui vẻ lắm. Cũng không đến nỗi là đáng lẽ bây giờ phải khóc thút tít em nhớ anh ấy quá vân vân cơ. Tất nhiên là em là cái người mà cũng có nghị lực, cũng có hiểu biết nên xác định rằng là chuyện tình cảm nó là cái gì đấy không... không không thể cưỡng ép được. Đến ngay cả như em không yêu cái anh về sau, mặc dù anh rất nhiệt tình mà mình cũng còn chẳng cố yêu được cơ mà, đúng không? Vâng. Thế thì mình cũng sẽ thông cảm cho cái anh trước rằng là có thể tình yêu có với mình, nhưng tình yêu nó chỉ là một vấn đề thôi, còn rất nhiều thứ trong cuộc sống có phải chỉ mỗi để yêu đâu, đúng không? Vâng. Sẽ phải cân nhắc từ từ chuyện sau này, rồi tương lai, rồi ý kiến bạn bè, gia đình, hàng xóm v.v. và nhiều thứ khác nữa. Thì người ta thấy rằng là nếu như yêu nhau mà không tiến xa được thì tốt nhất là dừng lại càng sớm càng tốt. Chứ mình biết rằng là phía cuối đường hầm nó là càng ngày nó càng nhỏ đi và nó bế tắc, mà mình cứ đi lao tiếp thì đến lúc mà quay trở lại nó sẽ tổn thương nhiều hơn. Đấy cũng là một cái sáng suốt của cái người mà đang yêu đúng không? Thế thì hãy dũng cảm chấp nhận, không được yêu thì duy trì là cứ gọi anh là đã người từng yêu, thế rồi bây giờ là một người bạn, thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện với nhau thăm hỏi một chút, nếu có cái gì đấy thì có thể hỗ trợ nhau cũng là rất là tốt rồi. Thế còn thì với cái anh thứ hai, mình không ai dám nói chắc là không yêu, bởi vì có những cô gái đầu tiên nói bảo em không ngờ là em lại về sau lại yêu anh ấy, bởi vì lúc gặp mặt lần đầu á em nghĩ rằng là em ghét ghê cơ, em đã không những không yêu mà thậm chí còn ghét. Thế nhưng mà phải có thời gian để người ta tạo dựng cái mối quan hệ, cái ấn tượng, cái tình cảm, rồi dần dần biết đâu sẽ có lúc mình càng ngày càng nhận ra rằng cái anh sau này mới là cái mà người cần này, mình gắn bó cả đời này, còn anh trước thì chỉ nói mồm thế thôi, ví dụ thế đúng không? Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là phải để cho em một thời gian em quên hẳn cái anh cũ thì em mới tiếp nhận một anh mới. Đến cả anh các chị lớn tuổi như thế này rồi, ai chả có những cái mối tình mà không thành đúng không? Bây giờ vẫn nhớ, vẫn nghĩ lại, nhưng mà nhớ để làm gì? Coi nó là một cái kỷ niệm đẹp ở trong đời, một chút gì đi vui vui, đôi lúc cũng hơi buồn buồn một chút xíu, nhưng mà nó cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Thế còn phải nhìn thẳng vào thực tế hiện tại của cuộc sống đúng không? Cảm ơn những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Ừ, em đây ạ. Vâng, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Bây giờ vợ em là trước một đời chồng trước ấy thì đã đẻ được hai đứa và đã bầu hai lần ấy. Vâng. Thì xin hỏi là bây giờ vợ em đang có bầu đứa thứ ba là con của em, là con chung của chúng em ấy ạ. Vâng. Bây giờ liệu vợ em đẻ sinh đứa thứ ba thì mổ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng. Vấn đề của bạn sẽ được chuyển tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải, bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Tôi chào bạn. Dạ vâng, em đây ạ. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em cũng sinh năm 79, năm nay gần 40 ạ. Gần 40 rồi đúng không?
Thế bây giờ thì bạn ấy có thai chưa? Đang có đứa thứ ba đấy ạ. Ừ, thế đang có. Hỏi là bây giờ liệu để đứa thứ ba này sẽ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? Thế cái bạn bé của bạn ý với người chồng trước ấy thì cách đây bao nhiêu lâu rồi em? À, một đứa lớn thì 14 và một đứa thứ hai thì năm nay đang học môn giáo ạ. À, tức là bạn ấy khoảng 5 tuổi đúng không? Nói chung là trước tiên là chị cũng phải rất là chúc mừng em đấy. Bởi vì ở cái tuổi như của vợ em mà bây giờ mà có thai tự nhiên á, thì đã là tốt lắm rồi đấy nhá. Ừ. Thế và cũng may là cái em bé thứ hai thì cũng đã được 5 tuổi rồi á. Thế cho nên là vẫn có thể là sinh mổ được. Tức là lần sinh này cũng phải là sinh mổ thì nó mới an toàn cho vợ. Việc ảnh hưởng sức khỏe về sau thì đương nhiên là nó phải có. Bởi vì đây là một cái người 40 tuổi rồi, cũng khá là gọi là xếp vào loại có con khi mà lớn tuổi. Thì với những người như thế này thì mỗi một lần có thai là một cái rất nhiều các cái nguy cơ mà những người phụ nữ lớn tuổi có thể gặp khi mà có thai ở tuổi như thế này. Thứ nhất là người mẹ thì có thể mắc một số các cái bệnh lý liên quan tới thai nhi. Ví dụ những cái bệnh như là tiền sản giật này, hoặc là sản giật, hoặc là tăng huyết áp, hay là những cái bệnh lý của thận, hay những bệnh lý tim mạch, vân vân. Tất cả đều có thể gặp được hết trên nền một cái người như thế. Cái thứ hai nữa là về phía em bé cũng vậy. Em bé thì rất là lo lắng nếu như mẹ lớn tuổi. Mẹ càng lớn tuổi thì nguy cơ con mắc các dị tật thai nhi càng cao nhá. Chính vì thế mà bây giờ theo tôi thì thế này. Việc đầu tiên đó là phải đi đăng ký quản lý thai nghén ngay cho vợ, đúng không? Và phải đăng ký từ bệnh viện tuyến thành phố trở lên. Tức là có thể tuyến tỉnh càng quý, đấy nhá, tỉnh, thành phố, trung ương càng tốt. Cái thứ hai nữa là vợ phải được theo dõi rất sát về sức khỏe. Ví dụ như là khi mà có điều kiện thì phải được tầm soát sớm các cái dị tật thai nhi. Bây giờ người ta đã có rất nhiều các cái phương pháp để phát hiện sớm dị tật thai nhi rồi. Và người ta đã làm được điều đấy. Thứ ba nữa là phải đi đăng ký quản lý thai nghén và khám thai theo đúng chỉ định của bác sĩ. Đấy. Và mỗi một lần đi khám thai như thế thì bác sĩ sẽ căn cứ tùy theo cái sự phát triển của thai nhi cũng như là sức khỏe của vợ thì sẽ cho những cái chỉ định, thì mình cứ điều trị theo những cái đấy. Và khi vợ có thai mà có sự giám sát của y tế thì nếu mà ổn thì cũng không có gì đáng ngại lắm nhé. Ừ. Chứ còn bây giờ chắc chắn là hai vợ chồng sẽ quyết định là có thai rồi còn gì nhỉ? Ừ, đấy. Thế quan tâm chăm sóc cho cô ấy, bởi vì khi mà cô ấy có thai thì cô ấy sẽ mệt mỏi hơn, cũng cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng, có một cái chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. Thế đặc biệt là về mặt tinh thần nhá. Em cố gắng động viên. Hỏi một câu hỏi nữa ạ. Bây giờ em cứ gọi điện đến để quan tâm vợ xem là cái thai gì thế nào á. Thì bây giờ vợ em cứ cho là quản lý mới lại giám sát mới lại xin lỗi kia ấy. Tại sao lại gọi điện đến là thế nào em? Em gọi điện về để quan tâm nhiều ấy. Lại cứ bảo cho là em giám sát mới lại em xin lỗi kia ấy ạ. Em không ở nhà thường xuyên à? Bởi vì em đang làm ở dưới Vĩnh Phúc ạ. À, em làm ở dưới Vĩnh Phúc đúng không? Chính thức là vợ em ở Yên Bái cơ. À, thế hả? Vâng. Thế bao nhiêu lâu thì em về nhà một lần? Em thì có khi... ít về, bởi vì em cũng điện về là nhiều chứ em cũng không về mấy ạ. Thế à? Thường người phụ nữ có thai ấy, thì người ta cũng hay thay đổi tính nết lắm. Thế có thể là người ta rất dễ đáp ứng với những cái kích thích, ví dụ như là người ta cũng hay cáu này, rồi hay nhất là nếu mà trong những cái thời đầu của thai kỳ nếu mà người ta nghén ấy thì người ta rất là mệt mỏi. Tuy nhiên em có thể kể lại cái câu chuyện ngày hôm nay tôi trao đổi với em cho vợ. Tôi tin là vợ cũng đã tự tìm hiểu các cái kiến thức liên quan tới sức khỏe của mình rồi. Nhưng mình vẫn nên chia sẻ với vợ tất cả những cái khó khăn, những cái nguy cơ mà vợ có thể gặp phải khi quyết định có thai ở thời điểm này. Tất cả trên hết chỉ là sức khỏe của em và sức khỏe của con. Thế chịu khó đi cầy nhiều vào rồi mang tiền về cho vợ. Thế cô ấy có tiền, cô ấy sẽ bồi dưỡng sức khỏe thì tinh thần cô ấy sẽ thoải mái lên. Thế và tranh thủ hết sức để có thể về thăm vợ được. Khoảng 15 tới đây thì vợ em cũng xuống ở với em ở dưới này. Ừ, thế thì tốt quá. Ừ, đấy. Hai vợ chồng ở gần nhau được thì sẽ chăm sóc được nhau thì lúc đấy nó sẽ thoải mái hơn. Thế cô ấy đi thì còn ai, hai đứa bé kia thì làm nào em?
hai đứa bé thì một đứa lớn thì gửi cả ngoại trông, còn đứa bé cho đi theo luôn ạ. À, đứa bé cho đi theo luôn à? Ừ, à, thế cũng được, phải hợp lý hóa gia đình như thế. Đấy, khi mà cô ấy xuống đây cùng với mình thì mọi thứ nó thuận lợi hơn. Thế tất nhiên thì nó cũng sẽ có những, nó sẽ có những cái khó khăn bởi vì mình phải thuê nhà, thuê cửa vì mình làm ở xa. Thế nhưng mà cái quan trọng là em cố gắng động viên cô ấy về mặt tinh thần. Nếu cô ấy có cáu gắt cái gì ấy, thì mình cũng nhẹ nhàng, cố gắng chịu đựng. Này, đến lúc vợ đẻ xong ấy, có mà còn phải đến cả nửa năm ấy, chứ không phải là chỉ có bây giờ không đâu nhá. Ừ, thế cố gắng nhá. Vâng, chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc của mình và cô ấy sẽ sinh con khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhá. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo. Dạ, alo. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi chương trình là chồng em rượu chè cờ bạc mà giờ đi cặp một em dâu họ, thì em muốn hỏi chương trình. À, xin lỗi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình năm nay 48. Vâng, và hiện nay thì cái điều mà chị nhận thấy thì đã lâu chưa ạ? Bắt đầu từ phát hiện ra thì nghi ngờ thì từ trong năm, Tết dương lịch năm 18 rồi này. À, là chị phát hiện ra cái con nó gọi đến số điện thoại của anh ấy, xong là chị cầm máy đi. Vâng, vậy thì chuyên gia tâm lý học của chương trình chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tiếp tục trò chuyện với chị và có những cái chia sẻ với chị nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Chồng thì hay cờ bạc này, xong rồi hay đánh đập mình đúng không? Xong rồi mình lấy chồng từ năm 92 đúng không nào? Bây giờ lại cặp với cả cô em dâu ở trong họ. Tình hình bây giờ như nào rồi? Em phát hiện ra từ hôm Tết, từ lúc trước em cũng muốn em bỏ, nhà em cũng muốn ở. Ừ. Nhưng mọi người khuyên, thế nhưng mà thì em bảo là thôi, thì giờ con nó lớn rồi thì cũng vẫn muốn chấp nhận. Em đi làm thì được một năm nay rồi. Bây giờ phát hiện được ra như thế, trước khi em đi làm thì cũng nghĩ là thôi mất chồng thì cũng phải chịu, rồi còn thôi đi làm lấy tiền nuôi con. Cũng biết em phát hiện được ra tin nhắn thì em đã bảo nhà em là ý là anh cặp bồ. Thì nhà em nói tao thế đấy, mày nói hỗn đấy, mày ăn của tao đấy. Em là không gì thì ăn như thế, ý là đây là tôi biết là anh đã cặp bồ thì tôi muốn cho anh giải thoát, không gì phải vụng trộm, không được gì phải nén nút thì giải thoát cho nhau. Em làm đơn nhiều lần rồi nhưng mà không ký. Thế thì em cũng bảo là đến lần vừa rồi này thì là phát hiện được ra cặp bồ như thế thì em hỏi thăm rồi em lên mạng em tìm là không cần chữ ký cũng giải quyết được. Thì là em cũng làm đơn và nhà em cũng vẫn không ký. Nhưng anh em, chị em, nhà em cũng khuyên là thôi bây giờ mày cứ đi làm để nuôi con. Nói như thế thì kệ nó. Vẫn cứ khuyên em là không bỏ. Nhiều người nói thì nếu mà bảo thế nếu mà quyết định bỏ thì ý là nó quyết tâm thì cũng kệ, bây giờ lớn rồi cũng không dám khuyên là phải ở mà không dám khuyên là bỏ nữa. Vừa rồi con thì em đã đưa đi khám thì là bị bệnh máu nhiễm mỡ. Rồi thế thì nhiều người khuyên là bây giờ nó như thế này bỏ nó thì ý là thất đức hay thế nọ thế kia. Thế bây giờ như này nhá, tức là cái men gan cao mà máu nhiễm mỡ thì là anh chồng em cũng biết rồi. Thế và em với anh ấy có ngồi trao đổi với nhau về cái tình hình bệnh tật cũng như là cái cuộc sống gia đình tiếp tục về sau như thế nào không? Em cũng chưa nói mấy vì em đi làm chỉ về được có công có việc gì mới về được mà về được có một ngày hai ngày thôi, nhưng mà để bắt đầu biết được bệnh á. Em chỉ hỏi con em đưa được khám, em chỉ điện em hỏi con em không thèm hỏi nhà em. Rồi bây giờ nó là như này, chị hình dung là em có vẻ là cũng không còn tình cảm nhiều lắm với ông chồng của mình. Vâng. Đó, bởi vì ông ấy bị một cái, đó là ông ấy đã đánh đập mình này. Xong rồi là ông ấy lại còn bầu bịch nữa. Và mình đã có một cái ý định là ly hôn. Thế rồi mình đã viết đơn, không phải là một lần, mà vài lần rồi. Tuy nhiên thì anh ấy không ký. Thế và em thì cũng có khá nhiều người, đặc biệt là anh chị em trong nhà mình đấy, khuyên là không nên bỏ. Cái lúc bình thường ấy cũng đã chưa đi đến được một cái quyết định rồi.
Thế và trong một cái điều kiện như hiện nay thì nó lại làm cái điều kiện nó khá là nhạy cảm. Như em nói là nếu ví dụ như bây giờ mà mình dứt khoát là mình cứ bỏ thì có thể là mọi người sẽ nghĩ về việc là như thế là mình gọi là mình cái tâm của mình nó thế này thế kia, phải không? Thế nhưng mà nếu như mình đã không định bỏ hoặc là mình không định bỏ ngay bây giờ thì cái việc mà nó gọi là tình nhưng đồng thời nó lại gọi là nghĩa ấy, em ạ. Có lẽ mình sẽ phải đối diện với nhau để mà cùng trao đổi về vấn đề này. Xem là bệnh của anh như thế thì nó ra sao. Còn như em nói là em cũng chẳng buồn hỏi, em chỉ hỏi qua con thôi. Thế thì như thế tức là gần như mình cũng không quan tâm một tí nào. Ở đây chị cũng nghĩ là này, về mặt tình cảm có thể là em cảm thấy là lâu quá rồi người ta đã bầu bịch này, người ta không quan tâm đến mình cho nên nó cũng bị phai nhạt rồi. Nhưng mà ở cái khía cạnh nó gọi là cái nghĩa vợ chồng á, thì có thể là mình sẽ làm nào để cho người ta hiểu được rằng là người ta hay nói là vợ chồng thì một ngày nên nghĩa mà, đúng không? Thế thì mình công việc làm ăn thì vẫn cần. Nhưng nếu bây giờ mà em cứ đi suốt và cả tháng có khi em về được 1-2 ngày thì rất là khó để có thể có những cái lúc nào đó mình ngồi lại với nhau hoặc là mình thể hiện một cái sự chăm sóc của một người vợ. Và cái chuyện đó thì nó không hàm một cái ý là chăm sóc và như thế cũng có nghĩa là tôi vẫn ở với anh, mà lại còn phải xem là anh có thực tâm hối cải không. Nếu ví dụ bây giờ mà em mà quay về, em không đi làm nhiều nữa này, trò chuyện với nhau này, và anh ấy nói là thôi bây giờ anh cũng biết tội của anh rồi, anh không dám bầu bịch gì nữa, coi như là một lòng một dạ với vợ con em, thì em có tha thứ không? Nhưng nhà em biết được không bao giờ nhận lỗi. Em là bỏ bảo với em chồng nhà em con nhà bà cô ấy. Nếu nhà em biết sai thì anh ấy nhận lỗi với mẹ con tôi thì tôi sẽ tha thứ. Nhưng mà nhà em cái tính gia trưởng với lại cái biết sai nhưng không nhận để bảo với thằng em là nếu giả sử tao có thế mà tao sai thì tự tao sửa chứ tao không nhận lỗi trước mặt vợ con. Không. Cái quan trọng là vấn đề có sửa không. Bởi vì hôm trước chị nhớ là mình cũng đã trao đổi với nhau về việc là có thể có những cái người đàn ông gọi là sĩ diện của người ta nó rất là lớn ấy. Thì bây giờ mà phải nói là ôi em ơi anh sai rồi hay con ơi bố sai rồi, người ta không nói ra. Nhưng người ta cứ âm thầm người ta thay đổi. Ví dụ như là người ta không còn đi với người phụ nữ nữa, người ta chỉn chu làm ăn, người ta quan tâm đến vợ, người ta quan tâm đến con. Thì đấy được xem như là những hành động thể hiện sự hối lỗi của người ta. Thì vấn đề là khi mà người ta đã có cái hành động hối lỗi như vậy, người ta kiên quyết, người ta từ bỏ những cái chuyện ở bên ngoài, thì về phía em có tha thứ không và tiếp tục cái cuộc hôn nhân này hay không? Thì cái này nó mới là cái quan trọng này. Thì ý em thế nào? Không, nếu như em nhà em ấy thì em cũng sẽ tha thứ. Bây giờ thì em cũng bảo với con em là thôi đi này, mẹ cứ đi làm. Từ cái lần đến giờ thì em nghĩ là chắc là cũng thôi không đi với con này nữa, vì nó nhà quê, chúng em là dân nhà quê thì đồn ầm làng lên cũng sẽ xấu hổ. Nó có một cái may mắn ở chỗ là mình sống trong một cái cộng đồng và cái dư luận xã hội mà nó vẫn có một cái tác dụng coi như là gọi là điều chỉnh mọi người. Như em nói là không phải như ngoài phố, ai biết việc nhà người đấy, cho nên là tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ở đây nếu ví dụ như là có những cái việc mà mọi người bắt đầu có những cái điều bàn ra tán vào thì cũng gọi là người mà còn biết xấu hổ, đúng không? Thì chị thấy như thế là có nhiều điều kiện thuận lợi để mình có thể là gìn giữ được cái cuộc hôn nhân này cho chính bản thân mình, cho chồng mình và cho các con. Nhưng nó đương cần một cái là gì? Là một cái lực tác động thêm, đó là người ta cảm nhận được là mặc dù mình có thể là có những cái sai lầm như thế, nhưng mà vào cái lúc mình đau ốm thì người vợ người ta vẫn có thể bỏ qua, người ta vẫn quay về, người ta chăm sóc mình. Thì ở đây chị nghĩ là đi làm như các em mà từ nhà mà lên trên Hà Nội này, rõ ràng là cái việc làm ra kinh tế nó hơn rất nhiều so với ở nhà quê. Chị biết như thế, kể cả mình buôn bán phế liệu hay mình đi làm giúp việc gia đình thì cái thu nhập nó cũng rất là cao. Ở nhà thì chẳng sờ đâu ra tiền. Thế nhưng mà
nếu như cứ cả hai khỏe mạnh cả thì vấn đề nó khác. Nhưng còn khi mà nó đã có cái chuyện gọi là đau yếu ấy mà, có thể em dành nhiều thời gian hơn, cũng không đến mức mà mình không đi làm nữa. Nhưng ví dụ như là bình thường thì vài tuần mình mới về một lần, đây có thể một tuần mình đi độ khoảng 3-4 buổi. Nam Định với Hà Nội thì chị thấy bây giờ đi lại nó cũng nhanh mà, đúng không? Em làm ở Bắc Ninh cơ. Làm em đi giúp việc gia đình cái nhà này, người ta không cho em về mấy. Không, thế thì thế này, thực ra là vấn đề nó lại là do sự lựa chọn của mình. Ví dụ mình đã lựa chọn công việc giúp việc gia đình thì chị cũng biết là nhiều nhà mà cứ có người giúp việc mà cứ xin về người ta cũng bực lắm. Vậy thì mình lại phải tính xem là hiện tại mình có phù hợp với cái việc là đi làm giúp việc không, hay mình lại phải chọn một cái công việc khác. Bởi vì chọn giúp việc gia đình là mình phải rất là chỉn chu với nhà người ta. Đấy là trong trường hợp mà em thật sự là không muốn chia tay thì đấy. Còn nếu như mà em thấy rằng là người này không thay đổi được đâu và em muốn gọi là thôi, gọi là đau khổ một lần cho nó xong, thì cái quyết định nó lại khác. Nhưng nếu mình còn băn khoăn thì theo chị, mình có thể dành cho nhau những tình nghĩa nhé. Ở đây nó không, có thể nó không phải là tình yêu đâu, nhưng nó gọi là cái nghĩa vợ chồng. Trên cơ sở đấy, nếu như là nhen nhóm lại được cái tình cảm vợ chồng thì tốt, mà nếu không tự em cũng cảm nhận được việc là mình có nên duy trì hay không. Và như thế nó liên quan đến việc là mình phải thay đổi công việc hiện nay của mình. Chứ nếu mình vẫn giữ việc là đi giúp việc gia đình thì rất khó em ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho chị sẽ có một gia đình thật là vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Chào em. Em cảm ơn chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo, em chào chị ạ. Vâng. Chị em muốn hỏi về chuyện tình cảm á chị. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. Em và anh ấy yêu nhau á, được hơn 1 năm rồi ạ. Nhưng mà vì anh ấy là từng có gia đình và đã ly hôn á. Vâng. Nên mẹ em ngăn cản không cho bọn em đến với nhau ạ. Mẹ em nói rằng là nếu mà em và mẹ em cho em sự lựa chọn, một là gia đình hoặc là anh đấy, em thật sự không biết mình phải làm thế nào ạ. Hai bạn định tiến tới hôn nhân thì bố mẹ bạn ngăn cấm à? Dạ vâng ạ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi, sẽ có lời khuyên cho bạn ạ. Dạ, em ơi, em với anh ấy có chênh lệch nhau nhiều tuổi lắm không? Dạ, anh ấy hơn em 7 tuổi ạ. À, có 7 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Trông cũng còn trẻ trung, trai tráng lắm phải không? Dạ. Ừ, con anh ấy lớn chưa? Con anh ấy năm nay học lớp 2 rồi ạ. Ừ, ở với anh ấy hay anh ở với mẹ nó? Ở với mẹ ạ. À thế hả? Em về gia đình anh ấy chơi, mọi người có biết em không? Dạ có ạ. Ừ, bố mẹ anh ấy thế nào? Bố mẹ anh ấy cũng bình thường thôi, em thấy không chẳng tỏ thái độ gì cả. Nhưng mà khi anh ấy lên nhà em chơi ạ, thì mẹ em chửi cả em và chửi cả anh ấy luôn. Anh ấy đến nhà em được bao nhiêu lần rồi? Anh ấy lên rất là nhiều lần ạ. Thế hả? Chỉ có nói, bố mẹ chỉ nói rằng là nó đã có một đời vợ rồi, không được lấy đúng không? Mình là con gái trong sáng, trong trắng này thì lấy một cái anh đã có một đời vợ rồi như vậy là nó mất giá đi. Mình còn có khả năng lấy những cái anh chàng trai tân, trai tơ đúng không? Dạ đúng như thế ạ. Ừ, thế nhưng mà thế này, anh ấy có vợ và ly hôn đi dị. Đấy là một nỗi bất hạnh không ai mong muốn, chứ không phải là bản tính hay không phải là một điểm gì đấy xấu xa của con người. Hiện nay các đôi vợ chồng trẻ, nhất là ở thành phố, có tới 25% các đôi vợ chồng trẻ ly hôn. Thế thì nếu ai cũng sợ những người ly hôn, chẳng lẽ cứ mỗi lần ly hôn rồi người ta không lấy được vợ được chồng nữa hay sao? Đúng không? Và đã chắc gì cái anh có một đời vợ. Có những anh chưa có vợ đâu, mới 25, 27 tuổi, nhưng mà cũng qua 3-4 đời người yêu, và với đời người yêu nào cũng sâu sắc, cũng có chung sống như vợ chồng. Thì anh ấy tuy chưa có vợ nhưng có khi có 4 đời vợ rồi chứ, đúng không? Cho nên mình nhìn nhận đánh giá như các cụ có vẻ nó cũng không thật sự khách quan lắm. Có thể các cụ nghĩ rằng phải xem kỹ cái thằng này nó phải làm sao thì vợ nó mới bỏ. Dạ đúng như thế ạ. Hay là rượu chè, hay là cờ bạc, hay là không chung thủy, hay là tệ nạn xã hội.
xuất phát từ cái việc bố mẹ chưa thật sự hiểu anh ấy, rồi cứ theo cái suy luận rằng là có làm sao, có lỗi gì đấy thì vợ nó mới bỏ, thì nghĩ rằng là người ta đã bỏ đi mà mình còn vơ vào, mình còn nhặt vào thì chứng tỏ mình dại dột cái đồ bỏ đi mà mình còn cứ thế nọ thế kia, đúng không? Vâng. Nhưng nếu mẹ như em cứ lôi em ra bảo là cho ăn học mười mấy năm trời rồi bây giờ yêu của bỏ vợ như thế, yêu cái thằng mà yêu cái thằng mà vợ nó đã bỏ mà mình lại còn vơ vào, đúng không? Nhưng mà lại thế này, lại không hiểu rằng có khi đấy cái người vợ trước không chung sống được, gặp được mình nó phù hợp, mà đấy nó là tình yêu đích thực, cảm thông được thì lại có hạnh phúc về sau, thì không biết thế nào được, đúng không? Có thể mối quan hệ trước có rất nhiều những lý do để người ta có thể chia tay nhau, tuy nhiên thì không lấy cái chuyện một người đã ly hôn mà cho rằng đấy là một cái gì đấy lỗi ở phía người ta, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, đúng không? Em yêu anh chắc chắn em hiểu về anh ấy nhiều hơn, con người của anh như thế nào, đào hoa quá, trăng hoa quá hay là thế nào, em biết. Em cho cơ hội anh ấy tiếp xúc với gia đình em. Em cũng là quân sư đứng từ phía sau, hướng dẫn cho anh ấy cách là đến nhà với bố thì ứng xử thế nào, với mẹ như thế nào, và thể hiện ra làm sao để cho mọi người nhìn thấy ở anh ấy những cái đức tính tốt đẹp. Dạ, bố em với là các anh các chị em không sao, nhưng mà chỉ có bố với mẹ em thôi ạ. Ừ, đấy, thì đấy, mẹ thì là phụ nữ mà, cho nên thương con gái lại nghĩ rằng là đời người phụ nữ quan trọng nhất là lấy được cái người chồng nó tử tế, chứ lấy phải cái người chồng mà vợ nó đã bỏ rồi khổ. Thế còn thì có thể là bố thì là đàn ông, nghĩ một cách nó thoang thoáng hơn, và cũng trân trọng cái mà mình suy nghĩ, vì mình cũng như em nói là có ăn có học, đúng không? Mình đâu đến nỗi là mù quáng. Cũng có những trường hợp là các bạn gái vội vàng cảm tính, nhưng mà anh nghĩ rằng hơn một năm nay tình yêu ấy em duy trì được và cho đến lúc này lại còn muốn tiến tới hôn nhân, chứng tỏ rằng là nó cũng phải có cái giá trị nhất định, chứ không phải là những cái cảm tính nhất thời, đúng không? Thế thì không phải lôi kéo mà tranh thủ, hay người ta nói là vận động những người đang ủng hộ mình đứng về một phía. Bố có thể lúc nào đấy tâm sự với bố, thật ra anh ấy cũng rất là người thế này, con thấy thương anh ấy lắm. Ở những chỗ này em phải chỉ, không là nói thương chung chung, chỉ ra anh ấy có những điểm tốt như thế này thế nọ thế kia, với ông anh bà chị mình cũng thế, mình tác động. Thế thì xung quanh mình có này, mình là một, bố là hai, các anh các chị là mấy người nữa cùng về một phía. Nói là chiến đấu thì không phải, nhưng mà gây ảnh hưởng đối với lại người mẹ. Thế thì sức mạnh nó sẽ được cộng hưởng, nó sẽ lớn hơn là mình đơn thương độc mã. Nhưng cái cơ bản nhất của em cũng nói nhiều, nhưng mà mẹ em chỉ nói đơn giản, nếu mà em cứ yêu anh ấy và chấp nhận lấy anh ấy thì mẹ em bảo là sẽ từ bỏ em, không xem em là con nữa, mẹ em bảo như thế. Với lại anh ấy ở cách xa nhà em 70-80 cây số cơ. Rồi, có người ta 70,000 cây số cơ em ạ. Thế này này, rất nhiều ông bố và mẹ khi bất lực không thuyết phục được con cái thì dùng cái chiêu bài là từ bỏ. Nhưng trong thực tế anh chưa thấy bố mẹ bỏ con cái bao giờ, nếu như nó biết lựa chọn đúng người, nó yêu thương và nó xây dựng hạnh phúc gia đình, ấm no hạnh phúc của nó. Những cái câu dọa như thế chỉ dọa được những cô gái nhút nhát, những người mà không có bản lĩnh lập trường. Thế còn thì trong trường hợp này em cũng không phải là quá dại dột, vì rõ ràng rằng là cũng có những người trong gia đình ủng hộ em, chỉ có một mình mẹ thôi, đúng không? Dạ, lúc nào mẹ em mà chửi em á, em khóc rất nhiều. Em bảo rằng là với bố mẹ, đối với con, bố mẹ là người quan trọng nhất, nhưng với con anh ấy là người con yêu nhất. Nhưng mà mẹ em cũng không nghe á. Em cũng đôi lúc mình cũng cứ phải việc mình làm, tranh thủ thêm. Có 10 người thì tranh thủ được 9 rồi. Thế còn một cái người cuối cùng ấy, đừng bao giờ hy vọng rằng là mình làm bất cứ một công việc gì có 100% mọi người ủng hộ. Ngay cả em cứ làm cái việc nho nhỏ thì ở trường, ở lớp mà xem, trong nhóm có 5-7 người bạn thôi, chỉ cần 3-4 người ủng hộ mình đã là quý lắm rồi, còn có cái quyết định ở chính bản thân mình nhá. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.